Nam mô Bụt Thà dạ. Nam mô Tham Mà dạ. Nam mô Sang Khà dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bồ Đắc Tham Má trên Ban Thoát mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng bài 21 Kinh Ví Dụ Cái Cưa, Cá Cách Chu Bá Má Sutta, phân đoạn 103 đến 104 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thà dạ. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những bị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc ru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Ta thu từ kinh tri ân Thượng Tọa mình đã dẫn nhập, đã đổ ngày hôm nay. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng bài 21 Kinh Ví Dụ Cái Cưa, Cá Cá Chu Páp Má Sutta, phân đoạn 103 đến 104 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chương trình, con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà dạ. Nam mô Bụt Thà dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học cái phân đoạn tiếp theo của bài kinh Ví Dụ Cái Cưa. Có một điều mà chúng tôi rất là mệt mỏi nên chúng tôi không có muốn nói thêm,
chỉ có nói rằng là trong cái bản dịch của chúng ta, cái chỗ này thay vì dịch như thế kia lại dịch như thế này, làm cho chúng ta rất là khó hiểu, có khi hiểu lầm. Này các tỳ kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các ngươi có thể dùng khi nói với người khác, đúng thời hay phi thời, chân thật hay không chân thật, nhu nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không có lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm. Này các tỳ kheo, khi nói với người khác, các ngươi có thể nói đúng thời hay phi thời, khi nói với người khác, ngươi có thể nói chân thật hay không chân thật, vâng vâng. Như vậy thì có nghĩa là cái đọc qua cái đoạn kinh này, chúng ta thấy là Đức Phật là khuyên các vị tỳ kheo đó, là khi các ngươi nói chuyện với người khác đó, thì các ngươi có thể nói chân thật cũng được mà nói dối cũng được, nói dịu ngọt cũng được mà nói độc ác cũng được. Dịch như vậy là chúng ta khổ. Ở trong cái văn bản Pali đó thưa quý vị, nếu mà đoạn kinh này không giải quyết xong là chắc có lẽ chúng tôi không có dạy cái lớp Pali, dạy xong ra rồi dịch không có dịch lại thì phải học Pali để làm chi? Chúng ta học Pali cũng không có lợi gì. Ở đây rõ ràng là e và mê và khô phích quê phần chi mê và chánh áp thà gì hí vô bà rê chữ bà rê quát đá quát đá ma na quát đi dung là những người khác, họ khi nói họ có thể nói với các người phi thời hoặc hợp thời, nói chân thật hay nói giả dối, nói dịu ngọt hay nói đầu ác. Người khác nói với các ngươi có thể là họ dùng những cái loại ngôn ngữ đó, thì này các tỳ kheo, các ngươi cần phải học tập rằng ta mong rằng tâm ta không có biến chuyển, chúng ta không nói những lời thô ác. Rõ ràng là ở phía dưới đó, cái câu dưới rõ ràng giống như Đức Phật, như là Đức Phật ngài khuyên này các tỳ kheo, người ta có thể nói chuyện lễ phép hay là người ta có thể mắng chửi các ngươi, nhưng mà trước hai cái loại ngữ mà người ta nói với các ngươi đó thì các ngươi cũng nên học tập rằng là tâm ta sẽ không biến chuyển, ta sẽ không trả lại bằng cái lời nói độc ác, vân vân. Thì như vậy nghe rất là dễ hiểu và rất là sáng. Còn ở đây thú thật thưa quý vị, bây giờ nếu ngồi sửa lại hết cái đoạn kinh này thì chắc tới khuya. Cho nên thôi thì bây giờ học đọc, tôi cứ đọc đi, cứ đọc đoạn 103, 104, 103 ngôn ngữ của người xuất gia, và trăm lẻ bốn những cái từ, những cái dụ ngôn mà Đức Thế Tôn ngài đã nói để khuyến giáo các vị tỳ kheo. Và bây giờ thì xin mời cô Phúc Lan Quan Hỷ đọc cho chánh văn của bài học, sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân vị giảng sư của ngày hôm nay bắt đầu thuyết giảng ý nghĩa này. Nếu Thượng Tọa nhớ được những điều mà chúng tôi vừa cải chính thì Thượng Tọa cứ y theo đó mà làm, cứ nói. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân ngài Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, sau đây con xin được đọc chánh kinh. Dạ, cảm ơn Xích Hoa Nguyệt.
Bài 21 kinh ví dụ cái cưa cá cá chu pá má xuất tá phân đoạn 103 đến 104. 103 ngôn ngữ của người xuất gia. Ngôn ngữ truyền đạt là biểu lộ của nội tâm. Người tu cần biết ngôn ngữ nào xứng hợp với nếp sống am thiền. Kinh văn: Chư tỷ kheo, có 5 loại ngôn ngữ mà các ngươi có thể dùng khi nói với các người khác: đúng thời hay phi thời, chân thực hay không chân thực, nhu nhuyến hay thô bạo, có lợi ích hay không có lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ngươi có thể nói đúng thời hay phi thời. Chư tỷ kheo, khi nói với người khác, các ngươi có thể nói lời chân thực hay nói lời không chân thực. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ngươi có thể nói lời nhu nhuyến hay nói lời thô bạo. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ngươi có thể nói lời lợi ích hay nói lời không lợi ích. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ngươi có thể nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư tỷ kheo, ở tại đây các ngươi cần phải học tập như sau: chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận, chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu, với từ, và với người này là đối tượng ta sống biến mãn cùng khắp thế giới, với tâm câu hữu, với từ quảng đại vô biên, không hận không sân. Chư tỷ kheo, như vậy các ngươi cần phải học tập. 104. Từ dụ ngôn này sang dụ ngôn khác. Đức Phật dùng nhiều thí dụ để giáo huấn môn đồ. Một trong những thí dụ là dụ ngôn cái cưa, là đề tài của bài kinh này. Kinh văn: Chư tỷ kheo, ví như một người đến cầm sẻng và thúng, nói như sau: tôi sẽ làm cho đất lớn này không thành đất nữa. Và người ấy đào chỗ này, chỗ kia, rải đất chỗ này, chỗ kia, nhổ nước miếng chỗ này, chỗ kia, đi tiểu tiện chỗ này, chỗ kia, với ý nghĩ: ngươi trở thành không phải đất, ngươi trở thành không phải đất. Chư tỷ kheo, nghĩ thế nào người ấy có thể làm cho đất lớn này trở thành không phải đất chăng? Bạch Thế Tôn: không. Vì sao vậy? Vì đất lớn này thâm sâu và vô lượng, không dễ gì khiến cho đất lớn này trở thành không phải đất trước khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. Cũng vậy này, chư tỷ kheo, có 5 loại ngôn ngữ này mà các ông có thể nói với người khác: đúng thời hay phi thời, sân vân vân, hay với sân tâm. Các tỷ kheo, khi nói với các ngã, các ông có thể nói đúng thời, vân vân, hay với sân tâm. Các tỷ kheo, ở tại đây các ông cần phải học tập như sau: chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận, chúng ta sẽ sống biến mãn người này với tâm câu hữu, với từ, và với người này là đối tượng ta sống biến mãn cùng khắp thế giới, với tâm câu hữu, với từ quảng đại vô biên, không hận không sân. Các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Chư tỷ kheo, ví như một người đến cầm màu sơn, màu vàng, màu xanh, sẫm hay màu đỏ tía, người ấy có thể nói như sau: ta sẽ viết các hình sắc lên trên hư không này, ta sẽ làm cho các hình sắc hiển hiện. Các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào người ấy có thể viết các hình sắc trên hư không và làm cho các hình sắc hiển hiện được không? Bạch Thế Tôn: không thể được. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn: hư không là vô sắc, không thể thấy được. Ở đây không dễ gì viết các hình sắc và làm hình sắc hiển hiện trước khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. Cũng vậy này tỷ kheo, có 5 loại ngôn ngữ này mà các ông có thể nói với người khác: đúng thời hay phi thời, vân vân, hay với sân tâm, vân vân, như trên, và với người này là đối tượng ta sống biến mãn
cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên không hận không sân. Chư tỷ kheo các ông cần phải học tập như vậy. Chư tỷ kheo, ví như một người đến cầm một bó cỏ khô đang cháy và nói như sau: ta có bó cỏ khô đang cháy này sẽ hâm nóng và đun sôi sông Hằng này. Chư tỷ kheo các ông nghĩ thế nào? Người ấy với bó cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun sôi sông Hằng được không? Bạch Thế Tôn: không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn: vì sông Hằng thâm sâu và vô lượng, không dễ gì với bó cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun sôi sông Hằng được trước khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. Cũng vậy, này chư tỷ kheo, có năm loại ngôn ngữ này mà các ông có thể nói với các người khác: đúng thời hay phi thời, vân vân, hay với sân tâm. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói đúng thời, vân vân, hay với sân tâm như trên. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên không hận không sân. Chư tỷ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Chư tỷ kheo, ví như một cái bị bằng da mèo đã được thuộc chính, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyến như bông, không còn tiếng xì tiếng sọp. Và mười đến cầm gậy hay cầm mẻ sành và nói như sau: ta sẽ lấy cái gậy hay với cái mẻ sành này làm cho cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chính, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn như bông, không còn tiếng xì tiếng sọp, phát ra tiếng xì tiếng sọp. Chư tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể với cái gậy hay với cái mẻ sành này làm cho cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chính, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn như bông, không còn tiếng xì tiếng sọp, phát ra tiếng xì tiếng sọp được không? Bạch Thế Tôn: không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn: cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chính, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn như bông, không còn tiếng xì tiếng sọp, không dễ gì làm cho cái bị ấy phát ra tiếng xì tiếng sọp được trước khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. Cũng vậy, chư tỷ kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các ông có thể dùng khi nói với các người khác: đúng thời hay phi thời, chân thật hay không chân thật, nhu nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói đúng thời hay phi thời. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói lời chân thật hay nói lời không chân thật. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói lời nhu nhuyễn hay nói lời thô bạo. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói lời lợi ích hay nói lời không lợi ích. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư tỷ kheo, ở tại đây các ông cần phải học tập như sau: chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận, chúng ta sẽ sống biến mãn với người này và với tâm câu hữu với từ, và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên không hận không sân. Chư tỷ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Chư tỷ kheo, như những kẻ đạo tặc hạ liệt dùng cưa hai lưỡi và mà cưa tay cưa chân, dầu vậy nếu một ai ở đây khởi ý nhiễm loạn, người ấy do vậy không phải là người thực hành giáo pháp của ta. Ở đây chư tỷ kheo, các ông phải học tập như sau: chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận, chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ, và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên không hận không sân. Chư tỷ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Và này chư tỷ kheo, nếu các ông luôn luôn suy tư lời giải ví dụ cái cưa này, thì này các tỷ kheo, các ông có thấy loại ngôn ngữ nào giàu tế nhị hay thô bạo mà các ông không kham nhẫn được chăng? Bạch Thế Tôn: không.
Chư tỷ kheo do vậy hãy luôn luôn suy tư lời dạy ví như cái cưa này, và các ông sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài, lâu ngày. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Những điểm cần nhớ: bài kinh chứa đựng những lời sách tấn nên đọc liên tục để cảm nhận lòng từ bi của Đức Thế Tôn cho đàn hậu tấn. A. Người xuất gia tuy là không đặt nặng nhân ngã bỉ thử, nhưng cần giữ tư cách. B. Ngôn ngữ hiền thiện là biểu lộ của nội tâm ít nhiệt não. C. Sự phẫn nộ mất tự chủ thường đến ở những lúc khó ngờ, cần luôn tự cảnh tỉnh chính mình. D. Là con Phật dù là hoàn cảnh nào cũng cần nhớ. Tinh thần kham nhẫn được Đức Phật khuyến khích nên có. Kham nhẫn là sức mạnh của sa môn. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, con đã đọc xong bài Chánh Kinh. Con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Phật Tính, Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử đã cho biết nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học tiếp cái bài kinh Dụ Cái Cưa. Và cái phần hôm nay chúng ta học đó là đoạn 103 và 104. 103 và 104. Ở trong cái phần chánh văn thì chúng ta đã nghe MC Phùng Lan đọc phần chánh văn. Thì nội dung của bài hôm nay đó thì Đức Phật ngài dạy cho chư tỳ kheo. Chúng ta hiểu rằng là trong nội dung bài kinh này Đức Phật dạy đối tượng là chư tỳ kheo. Nhưng mà ngay cả những cái người tu tập chúng ta nói chung thì trong đó có những người cư sĩ nữa. Thì ở đây đó thì có thể nói rằng ở bên ngoài đó thì người ta có thể nghĩ như là cái lời nói thì giống như gió thoảng mây bay mà thôi. Có những người họ không trọng cái lời nói, không quan trọng cái lời nói, và họ nghĩ như nói rồi rồi thôi, không có ai để ý tới, hoặc là nói rồi thôi cũng không có chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Như vậy thì họ mặc tình, họ muốn nói sao thì nói. Ví dụ như người ở bên ngoài thì họ muốn nói lúc nào họ nói, hay hoặc ngay cả những cái chuyện mà họ nói chuyện không có đúng sự thật họ cũng nói, miễn sao có lợi cho họ, hay là nói miễn sao để họ đã nư được họ thì họ nói. Hoặc là nhiều khi họ nói bằng với cái tâm sân hận để rồi làm đây cái sự mất mát hay là bất lợi cho những người khác đối phương, hoặc là họ nói những lời thô lỗ, thì đó là cái ngôn ngữ ở ngoài đời. Trong nội dung cái bài kinh này đó thì chúng ta thấy là ví dụ như là Đức Phật ngài nói là này chư tỳ kheo, có năm ngôn ngữ mà các thầy cần phải học tập, cần phải học tập và hành theo. Như vậy thì nó đối ngược lại, có nghĩa là ngôn ngữ đúng thời ấy, thì chư tỳ kheo sẽ học tập theo cái điều đó, tức là người tu của chúng ta học tập theo điều đó. Nhưng mà ở bên ngoài thì người ta có thể nói không đúng thời, rồi riêng thì chúng ta phải nói những lời chân thật, chúng ta phải nói những lời lợi ích, để chúng ta nói thì khoát sức bằng cái tâm từ, rồi chúng ta nói bằng những cái lời ái ngữ. Đó là những ngôn ngữ của những người tu, trong đó đặc biệt Đức Phật dạy cho chư tỳ kheo là như vậy. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng
cái việc mà nói rằng thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì khẩu nghiệp là một cửa để tạo ra cái nghiệp, bao gồm cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Và ở đây khi chúng ta đọc cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này đặc biệt quan tâm và rất là thương tưởng những cái người đệ tử của Ngài, từ ngay cả những cái việc mà như quý vị đọc ở trong luật tạng, thì như ngay cả những việc nhỏ nhặt sinh hoạt, đi đứng tiêu tiện sinh hoạt, ăn uống đó, Đức Phật cũng dạy cho những điều đó trong luật tạng. Thì ở đây đó, khi mà nói đến những cái gì đệ tử của Đức Phật, các vị tỳ kheo đó, thì chúng ta biết rằng nói đến những vị tỳ kheo là những bậc xuất gia ở trong giáo pháp này. Ngày xưa thì chư tăng sống du quá đây đó, ngày nay thì chư tăng không có du quá như ngày xưa nữa, ít có đi du quá như ngày xưa, cũng như rày đây may đó. Nhưng mà rồi đó thì chư tỳ kheo, chư tăng á, thì thường ở nơi mà chúng ta thường gặp đó là chốn chùa chiền, thiền môn, hoặc là thiền viện, hoặc là am tranh, am cốc, là nơi mà hầu như là cái chỗ để tu hành cho các bậc xuất gia. Vì vậy cho nên là khi mà mình tiếp xúc đó, thì ở trong cái sự tiếp xúc đó, đó nó có cái đối tượng chư tăng cùng đồng phạm hạnh với nhau, rồi tiếp xúc có những cái người Phật tử ở bên ngoài, rồi tiếp xúc với nhà cả những cái người ở bên ngoài, thì dù là người ta có nói với mình ra sao, người ta đối xử với mình bằng ngôn ngữ gì hay bằng cái thái độ như thế nào, thì một vị tỳ kheo cần phải có học tập mà Đức Phật ngài dạy. Cái ngôn ngữ đầu tiên ở đây là nói đến cái ngôn ngữ nói hợp thời, nói đúng thời. Có một điều đó là ở đây đó, cái ngôn ngữ mà hợp thời đó, cái lời nói mà hợp thời đó, thì phải nói nó có tác dụng, nó có tác dụng lợi lạc rất là lớn. Ví dụ như là mình gặp ai có cái lỗi lầm gì đó mà mình muốn xây dựng họ, thì mình cũng phải lựa cái thời, cái lúc đó, cái nơi nào mà cần xây dựng. Ví dụ như là không phải là cái chốn đông người, không phải là mọi người mà mình nói, mỗi người ai nó cũng có một cái tự ái, có cái tự ái riêng. Bởi vì mình nói là một người bình thường thì có cái tự ái, khi mà mình xây dựng ai á, mà mình xây dựng nó không đúng lúc, thì người ta chạm tự ái của người khác, thì nó cũng là sinh ra những cái sự quan trái, hay là những cái việc mà đôi chối, hay là hơn thua với nhau bằng lời nói, hơn thua với nhau bằng ngôn ngữ, thì tự ở đó đó. Cho nên là đối với một người mà ngôn ngữ hợp thời, hay là nói cách khác đó là ví dụ như mình có xây dựng những cái xây dựng với những người bạn đồng tu với nhau á, thì mình nói với cái thái độ của một cái người mà thương tưởng, cái người bằng cái tâm từ, hay là cái người muốn là người ta được có cái sự lợi lạc như thế nào, thì mình sẽ nói. Thì cái ngôn ngữ đó đó, cái ngôn ngữ mà phải nói hợp thời đó, là cái ngôn ngữ mà giúp cho người khác. Ví dụ như bây giờ nè, cha mẹ mà giúp con á, giáo dục con, nó cũng không là chỉ có cái lời nói không, mà ngay cả cái hành động. Mà mình hành động ở đây, cái lời nói cũng phải nói đúng lúc. Rồi là người bạn với nhau cũng vậy, cũng chia sẻ với nhau những cái đúng lúc. Thí dụ như những cái lúc mà những cái người bạn của mình nó buồn á, thì mình cần phải nói những cái lời nào để động viên, sách tấn, để cho cái người bạn mình vui, làm cho cái người bạn của mình nỗ lực, siêng năng hơn thêm chút. Chứ không phải là nói để rồi là cho người ta phải là rủ riệt, hay là nói để cho người ta thối chí. Thì cái cách nói đó nó cũng chưa phải là cái nói
nói học thoại. Hay hoặc là chúng tôi muốn nói là ở đây đó, giống như mình tụng kinh đó, chư tăng thường có cái tụng kinh. Điều này chúng tôi nhớ là ngày xưa mà sư phụ Tệ Siêu nói một cái điều đó là nhiều khi là Phật tử họ thỉnh tụng kinh cầu an mà mình không có chú ý đến cái chuyện đó, mà mình tụng kinh cũng mặc dù cũng có tụng kinh cầu an nhưng mà lại xen một vài bên kinh cầu siêu vô thì nó cũng không đúng. Hay hoặc là một cái lễ, một phút chúc cho một thí chủ nào đó, Phật tử nào đó, thì chúng ta nên nói lời tùy hỷ, phúc chúc hoặc an lành đến những người thí chủ. Chúng ta tránh những cái chuyện mà quay vô thường, khổ vô ngã ở chỗ đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là cái ngôn ngữ hợp thời, ví dụ như là mình nói như thế nào, nói mà để cho cái những người chung quanh của mình, những người chung quanh của mình ở đó có bạn bè đồng tu, tức là phạm hạnh đồng tu, rồi có những người Phật tử, rồi ngay cả những người không phải là Phật tử, những người không phải là Phật tử. Vì vậy cho nên là mình tùy vào cái đối tượng, tùy vào cái thời điểm để mà mình nói. Nếu mà mình nói không đúng lúc đó, thì rõ ràng cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ mà mình, người ta có thể nói rằng giống như là một ngôn ngữ của một cái người thiếu trí. Nói không đúng lúc thì nhiều khi nó có phản tác dụng, nhiều khi nó gây đến tác hại cho mình và dẫn đến cái sự không hài lòng đối với cái đối tượng mà mình muốn nói. Cho nên ở đây cái ngôn ngữ đúng thời, ví dụ như bây giờ nè, những cái lúc mà cần yên tĩnh, thí dụ như chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền thì cần yên tĩnh, thì những cái lúc đó chúng ta phải thật sự là yên tĩnh, không gian xung quanh phải thật sự là yên tĩnh. Rồi những cái nghi lễ, những cái lúc nào mà cái nghi lễ nó cần thiết thì chúng ta thực hiện những cái nghi thức đó, thực hiện cái nghi thức đó, đó nó hợp ở trong cái buổi lễ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng nó có lợi lạc rất là nhiều. Giống như là mình bây giờ mình nói chuyện với ai cũng vậy, ở một cái hoàn cảnh buồn á thì mình không nên vì vậy mà mình cười. Rồi có hoàn cảnh vui á thì mình cũng phải nên nói những cái lời nào đó, nói lên những cái lời để cho người ta hoan hỷ. Thì ở đó cũng là một trong những cái lời nói mà chúng tôi nghĩ rằng đó là cái cách nói hợp thời. Và trên phương diện mà ở xã hội cũng vậy đó, khi mà một người nói hợp thời về phương diện mà buôn bán kinh doanh, giao dịch với nhau, rồi họ trao đổi với nhau đó, thì cái điều mà nói hợp thời đó, đó nó giúp cho cái người đó kinh doanh được lợi lạc hơn. Hay hoặc là cái người mà nói cái ngôn ngữ đó, đó giống như cái người tu cũng vậy. Thì khi mà mình nói cái tâm, chúng tôi nhớ là giống như là một vị tỳ kheo mà một vị mà mới bắt đầu tu á, thì mình thầy hòa thượng thường có những cái lời giáo huấn nhắc nhở, có những cái pháp nương tựa về vật thực, nương tựa về pháp vân vân, nương tựa về pháp vân vân, thì nhắc nhở như vậy. Nhưng mà một khi một cái vị nào mà có một cái tâm thối thất mà muốn hoàn tục á, thì ngay cả những cái lúc đó đó, cái lời nói của một cái vị mà sư bạn của mình có cái tâm như vậy mà mình muốn muốn cho người bạn của mình muốn cho người bạn của mình tu tiếp tục nữa đó, thì mình nói những cái lời động viên sắc tấn làm cho cái vị sư bạn của mình hay là một sự huynh đệ của mình á có một cái sự quan hỷ rồi tinh tấn bỏ cái ý nghĩ hoàn tục, thì chúng tôi nghĩ rằng cái lời nói đó là cũng là cái lời nói hợp thời. Như vậy thì khi mà mình vận dụng cái ngôn ngữ hợp thời đó thì chúng tôi thấy rằng là nó rất là lợi lạc ở nhiều phương diện, về phương diện học tập Phật pháp cũng vậy, rồi về phương diện thực hành lời dạy của Đức Phật cũng vậy, hành thiền trì thực hành những cái thiện pháp khác, nó hợp thời hợp lúc đó, hợp đúng đúng lúc đó, thì rõ ràng là nó có lợi lạc cho chúng ta rất là nhiều. Và những người chung quanh của mình nó cũng có thể có được cái sự lợi lạc an vui nữa. Đó chính là một cái ngôn ngữ mà ở đây chúng ta nói rằng cái ngôn ngữ nó hợp thời. Thì
Cái thứ hai nữa là ngôn ngữ nói chân thật. Chân thật á, thì quý vị biết rằng cái ngôn ngữ chân thật ở đây không phải là cái, quý vị còn nghe không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Cái ngôn ngữ chân thật ở đây đó, chúng tôi muốn nói là ngay cả cái chuyện mà mình giao tiếp với nhau, giữa những bạn đồng phạm hạnh, đồng tu với nhau, rồi giữa những người Phật tử, giữa những bậc trưởng thượng của chúng ta, là những cái bậc trưởng lão như vậy, luôn luôn là bằng với những cái ngôn ngữ bằng thật tâm của chính mình, thật tâm của chính mình. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta cũng nên nhớ rằng không phải là cái chuyện gì mà chúng ta nói ra đó mà thật sự là nó không gây tác hại cho người khác, gây tác hại cho mình. Dù cái lời nói đó nói thật nhưng mà không có gây tác hại thì chúng ta nên nói. Nhưng mà nói thật mà gây tác hại cho một cái người khác hay là gây tác hại cho mình thì cái lời nói đó chúng ta cần phải xem xét lại. Thì ở đây á, Đức Phật dạy cho mình á, là mình nói thật lòng là sao? Nói bằng với cả cái tấm lòng của chính mình suy nghĩ để mà mình nói những cái điều đó. Nói đó là dựa trên sự thật. Sự thật nó diễn biến ra như thế nào, chúng ta hiểu được như thế nào, biết được như thế nào thì chúng ta sẽ chia sẻ trình bày như vậy. Như vậy, đó là lời nói chân thật. Cái chân thật nữa đó trong cái nghĩa đó là gì? Chân thật nữa đó là khi mà mình diễn giải Phật pháp, mình thực hành Phật pháp đó, thì mình phải dựa trên chân lý, dựa trên chánh pháp, dựa trên chánh pháp. Thí dụ như bây giờ ngay cả cái chúng ta thấy rằng là càng về sau này đó thì có một số người không ít một số người đó là người ta sẽ có một cái chủ trương lệch đi một chút theo cái tư kiến của chính mình, theo tư kiến chính mình, và mình không dựa vào cái ý kinh, không dựa vào cái tôn chỉ lời dạy của Đức Phật, mà mình nói theo cái ý của mình. Dựa theo cái ý của mình nói á, thì quý vị biết rằng cái đó đó là mình có thể đáp ứng cho một cái số khuynh hướng của một số người nào đó. Ví dụ như là một số người nào đó, như chúng ta thấy rằng họ thích cúng kiến, thì mình sẽ đáp ứng cho họ một cách cúng kiến. Rồi họ thích xem bói thì mình sẽ xem bói cho họ, hoặc họ thích mình coi ngày thì mình sẽ đáp ứng cho cái việc coi ngày của họ. Nhưng mà rốt cuộc á, dù là mình biết cái đó người ta thích như vậy, nhưng mà mình nói sai với giáo pháp, sống sai với giáo pháp, hay là mình nói sai với giáo pháp, thì cái đó đó nó cũng gây tác hại rất là lớn, tác hại rất là lớn. Vì vậy cái người đó, người mà khi họ thực hiện họ nói đó, một là họ thể hiện chính bản thân của họ là người thông thái, biết được việc này, biết được việc kia. Rồi thứ hai nữa là họ nói rằng chính vì cái lợi lộc của chính họ, cái lợi lộc về tài sản, lợi lộc về của cải, lợi lộc về vật chất, hay cái danh vọng của họ, tức là cái tiếng của họ sẽ được mọi người khác ca tụng ở cái người đó, anh ông thầy A, ông sư B gì đó, có khả năng như vậy, có cái tốt như vậy, thì chúng ta thấy rằng vô hình chung mình sẽ đưa cái người Phật tử hay là đưa những người khác hiểu sai về chánh pháp, hiểu sai về chánh pháp. Vì vậy cho nên nói thật ở đây chúng tôi nghĩ rằng là phải dựa trên chánh pháp, chánh pháp. Và chúng tôi nhớ rằng là ở trong kinh Tương Ưng Phật có dạy rằng là có ví dụ rằng là có một cái chốt trống đó, cái chốt trống, và cái trống đó đó là ở một cái làng nọ, và cái làng nọ khi mà nghe cái tiếng trống đó đó thì cái tiếng trống đó là cái tiếng tiếng trống triệu tập những người dân ở trong làng. Và khi những người dân ở trong làng đó nghe cái tiếng trống đó đó thì tự động họ quy tụ lại một cái chỗ, cái nơi, cái điểm nào đó, và cái trống đó nó sẽ trở thành cái hiệu lệnh mà quy tụ dân làng. Sau một thời gian người ta đánh riết là chỉ còn là cái thân trống hay là cái vỏ, cái da trống nó mục hết luôn,
chỉ còn có cái chốt trống. Thì ở đây cái ví dụ như vậy đó, để cho chúng ta thấy rằng cái gì đó là cốt lõi á, nó vẫn là tồn tại lâu dài, còn những cái gì mà nó mang tính trào lưu, hay là mang tính phong trào, một lúc nào đó có giá trị, hay là có một cái hưởng ứng một số người nào đó mà chúng ta sẽ chủ trương những điều đó, thì nó sẽ không được tồn tại, không được sẽ tồn tại lâu dài. Thì vì vậy cho nên là ở đây đó, có thể nói đúng sự thật là thứ nhất đó, trong cái nghĩa là những việc gì mà chúng ta trao đổi với nhau bằng cái ngôn ngữ, bằng với cả cái tấm lòng của chính mình, đó là cái thật lòng của chính mình. Nhưng mà chúng tôi đã nói khi nãy, có những điều mà chúng ta nói thật ra mà làm tổn hại cho mình thì cũng không nên nói, mà làm tổn hại cho người khác thì cũng không nên nói, dù lời nói đó là lời nói thật. Lời nói thật ở đây đó mà không có gì gây tổn hại cho người khác, gây tổn hại cho mình, thì cái lời nói cũng nên nói. Cái thật, cái nghĩa thật thứ hai nữa là nói chân thật ở đây đó là nói như thế nào. Cái nói mà là dựa trên Phật pháp, dựa trên cái những điều mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy. Nếu chúng ta dựa trên kinh điển, bởi vì chúng ta cũng không thể nào có một cái trí tuệ đặc biệt, một cái trí tuệ siêu nhiên nào, mà ở đây chúng ta đều dựa ở trên những cái giáo pháp, lời dạy của Đức Phật qua Tam Tạng kinh điển. Thì khi mà mình diễn đạt cái lời nói đó, chúng tôi nghĩ rằng cái đó nó có giá trị. Mà mình nói rằng ở trong cái cách giáo hóa của Đức Phật đó, thì từ ở cái chuyện mà thần thông giáo hóa, rồi ký thuyết giáo hóa, tức là tiên tri rồi đó, mà ngày nay chúng ta thấy rằng có người thì thích biến hiện cái chỗ này linh, chỗ nọ linh, rồi cái đi đến đó lễ lại vân vân, rồi nghe có một ông thầy này hay hoặc bà thầy kia tiên đoán như thế này thế nọ, đúng một vài điều đó, thì bắt đầu là nghĩ rằng là cái người đó là cái người đặc biệt. Chúng ta thấy rằng Đức Phật là trong những cái cách giáo hóa mà nêu ra đó, thì dù là thần thông hay là ký thiết hay là cái gì đi nữa, thì Đức Phật chỉ dùng cái gọi là thuyết pháp giáo hóa. Trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật chỉ diễn những cái lời dạy mà chính Đức Phật đã thấy rõ, biết rõ và chứng ngộ về những điều đó. Và những đệ tử của Đức Phật á, là những vị thánh á, mà tu thành quả vị thánh á, là những điều mà những hình ảnh mà chúng ta thấy minh chứng cái giáo pháp của Đức Phật có khả năng diệu dụng giúp cho người ta được an lạc, giúp cho chúng sanh được an lạc là chỗ đó, giải thoát là được chỗ đó. Như vậy thì ở đây Đức Phật ngài ví dụ rằng cái hình ảnh mà chúng ta thấy cái ví dụ nè, cái ví dụ thứ nhất á, là nói đến cái giống như cái người mà cầm xét, cầm cái xẻng rồi cầm cái thúng như vậy đó, rồi đi đầu này hốt mớ, đầu kia hốt mớ đất, rồi đi nhổ nước bọt ở nơi này, rồi đi đi tiêu ở nơi này, đi tiểu ở nơi kia, bảo là cái đất đó nó không phải là đất nữa đi. Thì cái chuyện đó Đức Phật ngài hỏi chư tỳ kheo, như vậy có được hay không? Bây giờ mặt đất nó đang là lan tràn như vậy đó, mà mình đi đầu này hốt miếng, rồi mình đi nhả nước bọt ở chỗ này miếng, rồi mình đi tiêu chỗ này miếng, đi tiểu chỗ kia miếng, phẫn quế ra đó, mà bảo rằng là cái đó đừng phải là đất á, thì có thể được hay không? Thì chư tỳ kheo bảo là không được. Thì cũng như vậy, khi cái ngôn ngữ mà mình sử dụng mà giống như là cái ngôn ngữ mà phi thời, hay là ngôn ngữ không chân thật, hay là ngôn ngữ bất lợi, hay là ngôn ngữ tâm sân, hay là ngôn ngữ thô bạo đó, thì cái ngôn ngữ đó nó không thể nào mà có cái giá trị lợi ích cho mình, mang đến lợi lạc cho người khác được. Đó là như vậy. Vì vậy cho nên là Đức Phật ví dụ như vậy. Cái ví dụ thứ hai mà Đức Phật ngài ví dụ ở đây đó là giống như cái người mà cầm sơn, sơn màu đen, sơn màu đỏ, sơn màu xanh, rồi đi quẹt chỗ này, quẹt chỗ kia trên hư không á, ở trên hư không á, quẹt ở trên hư không mà bảo rằng là sơn ở trên hư không mà bảo rằng thấy cái hình ảnh ở trên đó. Thì điều đó hỏi chư tỳ kheo, như vậy có được hay không, có thấy được cái hình ảnh gì mà vẽ trên hư không? Thì chư tỳ kheo bảo là không. Thì Đức Phật ngài nói cũng như vậy, khi một người mà sử dụng cái ngôn ngữ không đúng thời,
không chân thật, mà đem đến cái tổn hại cho người khác, cho chúng sanh khác, rồi nói bằng cái tâm sân, hay hoặc là nói bằng một cái lời nói thô thô thiển, thì rõ ràng là không thể nào có tác dụng lợi lạc như vậy. Rồi Đức Phật ngày ví dụ cái thứ hai nữa, thứ ba nữa là giống như một người mà cầm một bó cỏ, đi đến sông Hằng mà đốt cái bó cỏ đó lên, bảo là đốt cái sông này cho nó khô cạn nước, thì cái điều đó cũng có thể nào mà bảo rằng cái sông này nó không thành sông nữa? Không thể. Một bó cỏ cái chút mà bảo là đốt để cho nó cạn hết cả cái sông này, sông Hằng, thì rõ ràng là cái điều đó nó không tưởng, không có được, không có được. Và như vậy đó, thì giống như cái người mà sử dụng cái ngôn ngữ không chân thật, không lợi ích, tâm sân và thô bạo, hay hoặc là không đúng thời, thì cái điều đó nó rất là có tác hại. Thì cái ngôn ngữ chân thật ở đây đó là chúng tôi, như là chúng tôi đã vừa trình bày, là một trong cái ngôn ngữ mà có thể nói cái lời nói của mình, nó là một trong những cái cửa nghiệp tạo ra nghiệp. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy nếu giới ý ô nhiễm nói lên hay hành động là khổ não bước theo sau như xe. Đó là như vậy. Nếu mà lời nói mà bằng với cái tâm thiện, thì rõ ràng là cái lời nói đó, nó mang đến cái sự an lạc cho mình và cho những người khác. Nó lợi cho mình trong đời sống hiện tại này, và nó có lợi cho mình ở trong đời sống tương lai, đặc biệt là trong đời sống luân hồi. Chúng ta tu tập thì chúng ta được giải thoát cũng nhờ cái, những cái pháp như thế này. Là như vậy. Bây giờ nói đến cái ngôn ngữ lợi ích. Cái ngôn ngữ lợi ích mà Đức Phật ngày dạy ở đây đó, một điều đó, chúng ta phải nói trên hai phương diện. Cái phương diện của hiệp thế, tức là phương diện của những người cư sĩ của chúng ta. Chúng ta có thể dùng cái ngôn ngữ này để chúng ta giao lưu, chúng ta nói năng, chúng ta giao dịch với những người khác, buôn bán cho đến các cái việc làm của chúng ta, mà chúng ta dùng cái ngôn ngữ lợi ích. Trong Kinh Đức Phật ngày nói rằng một người cư sĩ nếu mà với bằng tay lao động của mình, bằng khói óc lao động của chính mình, bằng bàn tay lao động chính đáng của mình, thu hoạch những tài sản chính đáng của mình, thì người đó cũng được hạnh phúc. Tức là ở đây, nếu chúng ta nói bằng lợi lạc, thì bây giờ á, nếu quý vị biết có cái kiến thức về cái nghề nghiệp đó, cái kiến thức về nghề nghiệp đó, thì mình chỉ dẫn người ta, chỉ dẫn bằng người ta bằng cái lời nói. Người đời có thể người ta nói là, người ta nói là gì đi buôn á, vì bạn mà đi buôn gì đó, mà không có, tức là người ta không có chỉ cho những điều đó. Nhưng mà một điều đó là mình là cái người mà hiểu ở trong Phật Pháp, là bây giờ á, là nếu cái điều gì mà mình nói cho người ta có cái kiến thức, giống như là mình truyền dạy cho người ta cái nghề thợ mộc, mình truyền dạy cho người ta cái nghề thợ hồ, mình truyền dạy cho người ta một cái nghề thợ máy, hay hoặc là mình truyền dạy cho người ta cái nghề để làm nông, vân vân, thì với bằng tay lao động của họ, họ thu hoạch những tài sản chính đáng. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái kiến thức đó đó là cái gì mà mình mang đến cái sự lợi ích cho người khác, thì cũng nên nên truyền dạy cho người khác. Nên truyền dạy cho người khác. Bởi khi mà mình truyền dạy cho người khác là truyền dạy bằng gì? Những cái kiến thức nghề nghiệp chuyên môn, chứ không phải là mình dạy cho người ta những điều mánh lới, những điều xảo trá, những điều gian manh, những điều hư ngụy, để rồi người ta lừa gạt người khác. Không phải. Mà mình dạy cho người ta là dạy những cái kiến thức, cái nghề nghiệp chuyên môn. Và khi mà họ có được cái kiến thức nghề nghiệp chuyên môn, họ tạo dựng ra của cải vật chất, họ nuôi cha nuôi mẹ, họ nuôi chồng nuôi vợ nuôi con, hay nuôi những người thân, giúp đỡ những người thân, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó cũng là một cái nguồn hạnh phúc, do rằng cái lời nói lợi ích đến người khác. Mình nói đến cái phương diện của cái người tu, phương diện của một cái người tu của chúng ta, thì thí dụ bây giờ mình chơi chung bạn với ai, một bạn đồng phạm hạnh hay là người cư sĩ chúng ta cũng vậy, chúng ta có bạn mà, chúng ta có, tuy rằng mình là những người Phật tử, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, dòng họ gia phả khác nhau, phải không, huyết thống khác nhau, nhưng mà chúng ta có một cái điểm chung là chúng ta đồng chung cái niềm tin, đồng chung cái niềm tin là tin nhân, tin quả, tin luân hồi nghiệp báo, tin ân đức của Tam Bảo.
chúng ta có cái niềm tin chung đó. Rồi chúng ta có một cái điểm chung nữa, đó là chúng ta có một cái giới hạnh. Thí dụ như người cư sĩ, người cô A phát nguyện 5 giới, cô B phát nguyện 5 giới, cô C phát nguyện 8 giới, cô D phát nguyện 8 giới, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái giới hạnh chung với nhau. Mình hiểu cũng hiểu như vậy, và mình hành tin thì tin cũng tin như vậy, mình là hành thì cũng hành như vậy, và chúng ta có một cái trí hiểu biết về những cái việc mà nhân quả luân hồi, cái chỗ thanh tịnh, cái nơi thanh tịnh, cái nơi cấu, cái chỗ nào là cái cấu quế phiền não, cái chỗ nào là thanh tịnh, rồi cái ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng. Chúng ta hiểu được như vậy, cái cô A, cô Bích, cô Xoài hay là anh này anh kia gì đó, những người Phật tử này, người Phật tử thiện nam này hoặc tín nữ nọ đó, đồng chung như vậy. Thì khi mà mình đồng chung như vậy đó, mình luôn luôn có một cái lời nói. Thí dụ như bây giờ chúng tôi nhớ một cái câu mà Ngài Xá Lợi Phất này dạy ở trong Kinh Thập Thượng đó, là ở một cái trú xứ thích hợp và thân cận những cái bậc thiện trí là một trong những cái nhân để cho mình được tiến hóa. Bốn cái nhân, thì trong đó có cái nhân gọi là thân cận bậc thiện trí. Chúng tôi thấy rằng là một người Phật tử mà nếu mà mình đã là Phật tử mà mình thân cận với những người thối thất niềm tin, thì rõ ràng là nếu mà mình không vững cái niềm tin của mình thì mình dễ dàng bị lôi kéo theo thối thất niềm tin. Do cái gì? Do gần gũi, do nói qua nói lại với nhau. Mà mình á, thì tìm những cái gì tốt nhất để chúng ta hướng đến, học tập, noi theo. Còn cái gì xấu á, chúng ta biết đó, chúng ta ghi nhận, chúng ta bỏ qua một bên, chúng ta không để đó. Bởi vì tâm mình hướng đến cảnh tốt thì tâm thiện nó sẽ sanh khởi. Còn nếu mà tâm mình mà hướng đến cảnh xấu á, thì mình cái tâm bất thiện nó luôn luôn dày dặt mình hoài, luôn luôn đeo đuổi mình hoài. Vì vậy cho nên là cái sự tiến tu của mình không có, là như vậy. Như vậy thì ở đây đó, cái ngôn ngữ lợi ích là gì? Mình sách tấn người ta, mình an ủi người ta, mình động viên người ta. Giống như là bên ngoài người ta có Phật dạy rằng là mình có bố thí, có trì bố thí, có ái ngữ, có lợi hành, có đồng sự, tức là vừa chia sẻ người khác mà vừa là nói những lời dịu ngọt, rồi vừa là cùng làm với người ta những việc thiện. Không phải là nói người ta làm không mà mình không làm, mà mình cùng làm với người ta những việc thiện. Rồi là mình cùng làm với người ta những việc đó, và mình cùng có cái sự lợi lạc với người ta ở trong những cái điều đó. Thì như vậy đó là cái ngôn ngữ đó, chúng ta thấy rằng cái lời nói đó là lời nói hợp thời, lời nói hợp thời. Và cái ngôn ngữ thứ tư nữa đó là ngôn ngữ, ở đây Đức Phật Ngài dạy là ngôn ngữ xuất phát bằng cái tâm từ của chính mình. Tâm từ của chính mình. Cho nên là ở đây đó, nhiều khi đó mình nói rằng là mình thương người đó, giống như là cha mẹ dạy con, nhiều khi mình dạy thì cái nếu mà nói trong Di Diệu Pháp á, cái động cơ trước đó đó, cái tâm, cái dòng tâm thức trước đó đó, sát na trước đó đó, cái tâm của mình là mình muốn tốt cho con mình dạy con mình, thấy không? Mình muốn cho nó nên người cho nên mình dạy, giống như ông thầy mà dạy đệ tử vậy, muốn cho người đệ tử tốt thì cái động cơ trước đó đó là cái động cơ tâm thiện, tâm tốt, tâm thiện đi. Nhưng mà đến khi mà thực hiện cái lời nói hay là cái hành động của mình đánh đập nó, hay hoặc là mình nói những lời mình nói những lời mà sân hận, thô lỗ ra đó, thì cái đó là tâm bất thiện, tâm đó là tâm sân. Cho nên là dù mình đánh nó trước đó là tâm thiện, nhưng mà đến khi mình đánh nó thì không thể nó là thực hiện bằng tâm thiện được. Không phải mình chửi nó mà thực hiện bằng tâm thiện được, mà đó là thực hiện bằng cái tâm sân. Thì ở đây, khi mà một người mà đối xử với nhau trong bằng tâm từ, ví dụ chúng tôi nói là để ý ở trong chùa đó, mình luôn luôn có cái tâm từ đối xử với nhau bằng cái ngôn ngữ, bằng cái tâm từ của mình, ngôn ngữ bằng tâm từ. Ngay cả những người Phật tử ở gần chùa, rồi cho những vị ông sư ở trong gần chùa của mình á, thì ông sư ở trong chùa với mình á, thì mình luôn luôn có cái ngôn ngữ, cái lời nói bằng cái tâm từ,
Và cái tâm từ đó đó, sự thật ra là người ta nghe, người ta hiểu. Mặc dù là chúng ta biết rằng cuộc đời này thì không phải là khen chê, chuyện đó là chuyện mà mình cũng biết rồi, xưa nay không thể nào mà ai được khen hoài, và cũng không ai bị chê hoài. Cho nên khen chê là chuyện của thế gian, được danh mất danh, được lợi mất lợi, được quyền ước mất quyền ước, trong tám ngọn gió đời đó, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái điều đó là Đức Phật, mình hiểu là trong giáo lý của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật đó, không phải chỉ dạy cho cái việc mà chúng ta giải thoát, an lạc giải thoát, tịch tịnh của Niết Bàn không, mà Đức Phật còn dạy cho chúng ta những cái gì mà chúng ta thực hành có thể mang đến cái sự an lạc cho chúng ta trong đời sống hiện tại này. Trong đó có vai trò của người cư sĩ, trong đó có vai trò của các bậc xuất gia, của bậc xuất gia. Cho nên là khi mà chúng ta nói đến cái gọi là ngôn ngữ tâm từ, ngôn ngữ ở đây xuất phát bằng tâm từ, thì khi mà cái lời nói của chúng ta mà xuất phát bằng tâm từ, chúng ta nhắc nhở những người bạn chúng ta dạy đệ tử của chúng ta, hay là ngay cả ở nhà những người cư sĩ ứng xử với nhau á, trong chồng con, vợ con, hay hoặc là cháu chắt vân vân, thì chúng ta luôn luôn xuất phát bằng cái tâm từ đó. Và cái tâm từ đó, đó nó là một cái chất liệu để giúp cho người ta cảm hóa được người ta. Cho nên cái người nghe mà nói rằng cái người nói đó, ngôn ngữ đó nói qua bằng cái tâm từ thì nó khác, nhưng mà nói bằng cái tâm sân hận á, thì nó khác. Nói bằng tâm sân hận thì nếu mà có những cái đứa mà nó, cái người mà nó không có cái giữ được cái thiện tâm của nó, hoặc là không giữ được cái tâm thiện của nó, thì nó sẽ giống như là nó nói trả treo lại, hoặc là giống như là trong kinh Pháp Cú nói là đối với người đó, nếu chúng ta dùng những lời thô ác đó, thì người khác sẽ nói những lời thô ác lại mình, giống như là cái người mà ngược gió mà ném bụi nhơ vậy đó. Cái người mà cầm một cái nắm 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 bụi nắm nắm cát ở trên rồi mình chạy ngược gió vậy, mình ném vậy, thì nó sẽ phà vô mặt mình, nó sẽ văng cái cát cái bụi đó vô trong mặt của mình, thì cũng như vậy. Hay là ngạn ngữ mà người xưa họ có nói cái câu là ngậm máu mà phun người đó thì dơ miệng mình, thì cũng như vậy. Khi mà mình nói những cái lời nói mà thô ác ấy, thì thường thường là nó có những cái lời phản ngược lại, làm cho mình phải khổ, làm cho mình phải buồn rầu, hay là làm cho mình phải suy nghĩ, phải rai rứt, vân vân. Thì từ ở nơi cái lời nói đó. Trong khi mà mình, một người mà xuất phát bằng tâm từ, thì cái ngôn ngữ mà xuất phát bằng tâm từ đó, chúng tôi nghĩ rằng nó mang lại cái, nó là cái chất liệu làm cho mình được an vui và giúp cho người khác được an vui luôn, do là cái tâm từ đó. Cho nên là một người cha, người dạy, người mẹ cũng vậy. Mình khởi bằng cái tâm tiện, khởi bằng cái tâm thiện, để muốn cho con, hay là muốn giống như người thầy mà muốn cho đệ tử nên á, thì cũng nhắc nhở dạy dỗ vậy. Nhưng mà rõ ràng đó là mình có cái suy nghĩ trước đó, đó là mình suy nghĩ bằng cái tâm thiện của chính mình, mình muốn cho nó nên người. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình hành động, lời nói hay hoặc là hành động ra, mình đánh đập hay là mình chửi mắng nó mà bảo rằng tâm từ thì không thể có được, và cũng không thể nói đó là tâm thiện được. Cho nên ở đây nó phát xuất bằng cái tâm sân. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy rằng một người mà có cái tâm từ đó là ngôn ngữ, mà ở đây Đức Phật dạy cho chư vị tỳ kheo, trực tiếp là dạy cho chư vị tỳ kheo, mà ngầm hiểu đó là dạy cho tất cả những người tu về trong cái ngôn ngữ ứng xử hàng ngày, thì làm cho cái người đó có được cái tâm từ. Khi mà cái tâm từ của mình có thì giống như ở bên Bắc truyền người ta có nói cái câu là không phải là chỉ có khẩu giáo không, mà phải có cái thân giáo. Thân giáo ở đây đó là cái hành động của mình, cái hành động của mình, cái cử chỉ của mình, cái thái độ của mình ở trong mọi cái sinh hoạt hàng ngày, nó làm nên cái bài học giáo dục cho những người đệ tử, hay là những người con, hay là những người cháu, hay là ngay cả những người bạn bè, qua cái cách cư xử ứng xử của chính mình thì làm cho người khác cảm mến, quý mến và quý phục mình ở trong cái thái độ của cách ứng xử của chính mình bằng cái tâm từ.
Và cái lời nói cuối cùng ở đây đó là lời nói mà Đức Phật Ngài nói, hãy nói những lời mềm mỏng, hay nói những lời ái ngữ. Thì ái ngữ ở đây đó không phải là chúng ta hiểu là không phải là nói ngọt mật chết ruồi, không phải. Bởi vì nếu mà nó phát xuất bằng cái tâm thiện thì cái lời nói này nó có mềm mỏng đó, thì nó luôn luôn đến cái lợi lạc người khác. Còn cái gọi là ngọt mật mà chết ruồi đó, thì ở đó nó chứa đựng cái tâm bất thiện đó. Mặc dù lời nói ở bên ngoài được trau chuốt như thế nào đó để cho người khác tin mình, để cho người khác nghe lời theo mình, để cho người khác thấy yên lòng với chính mình, nhưng mà rồi sau đó có cái tác hại làm tổn thương người đó, đối phương, cho nên là cái lời nói đó là gọi là lời nói ngọt mặt chết ruồi. Nhưng mà ở đây lời nói gọi là ái ngữ là lời nói phải có cái sự nhẹ nhàng chứ không phải thô lỗ, không phải thô lỗ. Cho nên là có những người đó chúng ta thấy là mở miệng ra là họ phải chửi thề, rồi có những người đó, nói miệng ra thì đệm thêm một vài từ gì đó nghe khó nghe, vân vân, nghe khó nghe, mà là nó trở thành một cái thói quen. Trong khi cái ngôn ngữ, ngay cả giống như là ví dụ mình nói cái tiếng Việt đây nè, cũng là một cái lời nói, cái nghĩa của từ đó, nhưng mà mình cất giọng lên đó, cất giọng nghe, nghe nó hàng học, nghe nó cáo, thì rõ ràng là người ta hiểu cách khác. Cũng đồng thời kêu người ta làm cái việc đó, nhưng mà mình nói một cách nhẹ nhàng, con làm cái này kia, không phải chúng tôi xin lỗi, giống như người ta nói mày đi làm cái này làm cái kia, thì nghe giống như cái sự bắt buộc, thì người ta cảm thấy khó chịu. Còn nếu như mà mình nói việc này chú hay là anh hay là cô nên làm cái này vậy đó, mình nói như vậy thì người ta nghe nó cũng là một cái sự hướng hướng dẫn của mình, cũng là một cái sự dắt dẫn của chính mình, nhưng cái ngôn ngữ đó là cái ngôn ngữ dịu ngọt, cái ngôn ngữ nghe nó phát xuất từ ở cái mà trong kinh gọi đó là ái ngữ, mềm mỏng. Cho nên là khi mà cái thái độ, cái cách của mình nói, mình cất giọng lên nghe nó gay gắt, nghe nó cáo gắt, nghe cái ngôn ngữ nó chát chúa, thì rõ ràng là người nghe hiểu, có thể hiểu một cách cách khác. Còn nếu mà mình nói mà cái lời nói im dịu, mềm mỏng, thì rõ ràng người ta hiểu một cách khác. Dù là như thế nào đi nữa thì cái ngôn ngữ ái ngữ này đó, nó vẫn có một cái lợi lạc cho cái đời sống tu hành của một cái người tu. Và đặc biệt là ở bên ngoài xã hội, ở những người cư sĩ đó, chúng ta có được, nếu chúng ta áp dụng được những cái ngôn ngữ như thế này đó, như lời Đức Phật dạy, thì chúng tôi nghĩ rằng mình có được cái sự an lạc rất là nhiều. Và Đức Phật ví dụ ở đây đó, giống như là một cái túi da mèo mà người thủ công người ta đã, người thợ thủ công người ta đã thuộc rất là kỹ rồi, người ta làm rất là công phu rồi, người ta làm rất là kỹ rồi, rất là kỹ rồi. Rồi có một người nào đó bảo là lấy một cái mảnh da chai hay là một cái vật cứng gì đó đập, bảo rằng cho nó nghe cái tiếng phọc phạc. Thì chúng ta nói thuộc da ở đây đó là một khi mà mình thuộc nó khéo rồi đó, da nó liền lạc ra, nó không có phồng phền, nó không có phầm phền. Chúng ta phải phầm phền ở đây là giống như nó hai lớp vậy đó, là nó có hơi ở trong đó là nó phầm phền. Một khi mà mình thuộc kỹ rồi đó thì bắt đầu là cái miếng da nó sẽ liền lạc, nó bóng, và nhìn vô cái sản phẩm mà chúng ta nhìn đó, thì thấy nó khéo léo, nó mướt mắt và thấy nó bắt mắt ở trong cái qua cái việc thấy của mình. Thì không thể nói rằng một cái sản phẩm mà nó đã trau chuốt, nó làm một cách kỹ lưỡng như vậy rồi, tức là cái túi da mèo mà đã thuộc một cách kỹ lưỡng rồi, thì không thể nào mà dùng một cái mảnh da chai hay là một vật cứng gì đó đập vô trong đó mà nó phập phờ, nó kêu nó phập phẹp ở trong đó, không thể có. Thì ở đây Đức Phật Ngài nói là nếu như một người mà trau chuốt thực hành bằng cái ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ, ở đây ngôn ngữ là đúng thời, học thời, ngôn ngữ chân thật, ngôn ngữ lợi ích, ngôn ngữ tâm phát xuất bằng tâm từ, ngôn ngữ ái ngữ, đó là mềm mỏng, thì rõ ràng là cái điều đó nó luôn luôn mang đến cái lợi lạc cho người khác được, cho mình và cho người khác được. Và không thể nào mà giống như cái túi da mà đã khéo huấn luyện, khéo khéo làm, khéo trau chuốt rồi, thì cái nào
người ta dùng một vật gì đó mà người ta đánh vô nó phập phờ, nó kêu ở trong đó, nhạc phập phẹp ở trong đó, thì chúng ta thấy rằng gọi là cái người lành nghề, giống như là cái người tu mà có trao dồi bằng năm cái loại ngôn ngữ mà trong nội dung cái phần cái đoạn kinh này Đức Phật ngày dạy, thì cái đó là cái sự lợi lạc cho mình ở trong đời sống hiện tại và trong đời sống tương lai, đặc biệt là trên phương diện tu tập của mình. Thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu lời liên quan đến cái đoạn kinh 103 và 104 trong bài kinh dụ cái cưa này. Bấy nhiêu lời chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con xin kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Già. Sa thủ kính trình là Thư Tổ Pháp Tân. Bây giờ sau bài pháp của Thư Tổ Pháp Tân, chúng ta bước vào phần thảo luận. Bạch Thư Tổ Thầy Siêu, Thư Tổ có ở trước máy không? Nếu Thư Tổ Thầy Siêu đang ở trước máy và nghe được kính trình Thư Tổ Hoan Hỷ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi Thư Tổ Thầy Siêu, Thư Tổ có mặt ở trước máy và Thư Tổ có nghe được không? Có lẽ Thượng Tọa Thầy Siêu không có mặt ở trước máy. Thượng Tọa Pháp Đăng ơi, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Đăng đang ở trước máy, xin Thượng Tọa Hoan Hỷ cho biết. Dạ. Thượng Tọa Đăng, khi mà Đức Phật ngày giải rằng này chi thì kheo, các con cần phải học tập như vậy. Dạ. Nếu từ cái câu đó của Đức Phật mà mình chuyển vào cái cách áp dụng trong đời sống hàng ngày đó, thì chúng ta áp dụng một cách nào? Mỗi buổi sáng mình tự nhắc mình, hay chúng ta thường tâm niệm chính mình, hay là khi mình thấy mình ngồi gì đó mình thường tự nhắc chính mình, khi mình đến lúc đó rồi mới tự nhắc, hay là hàng ngày mình tự nhắc chính mình, thì con có thể cho một vài cái ý nghĩa cái sự đó về nếu là khi ngày dạy là các con cần phải học tập như vậy, đó là chúng ta nên thực hành như thế nào, nên huấn luyện tự mình như thế nào không? Cái tính thì thôi. Hello. Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Thượng Tọa Đại Siêu, Tọa Giác Đẳng, Tọa Pháp Tăng, Tọa Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, kính chào với đại cô phụ nữ, kính chào với Phật tử. Trong cái câu hỏi số 1 thì con xin chia sẻ như thế này. Mình nói rằng khi Đức Phật ngày dạy chư tỳ kheo các con nên thực tập như sao đó, mình áp dụng như thế nào trong đời sống hàng ngày. Điều này thì giống như là mình nói rằng cha hay mẹ mình mà thương mình, dạy mình con vô trường con phải thưa cô giáo, rồi con đừng có với bạn bè, con hãy hòa đồng, thương yêu giúp đỡ. Thì mình luôn lấy cái đó để mình nhớ. Thì cũng vậy, Đức Phật ngày dạy cái như là này các con phải học tập như sao á, thì mình nên hiểu như là cái cách người mẹ dẫn đứa con vào trong trường, hay là người con dâu, người mẹ ruột mà dẫn người con gái về nhà chồng, con phải luôn luôn lúc nào cũng phải lo lắng với công việc, kính lễ bên cha mẹ chồng, rồi thương yêu chồng, lo lắng cho gia đình, giỏi giang trong công việc. Thì người mẹ dặn cái người con gái đến nhà chồng như vậy thì cũng giống như lúc nào con cũng để ý mấy cái phần sự đó. Thì cũng như vậy, Đức Phật ngày dạy đối với các cái vị tỳ khưu đó thì nên học tập như vậy. Thì lúc nào mình cũng nghĩ rằng những cái lời mà Đức Phật ngày nói đó để cho cái khẩu nghiệp của mình, cái thân nghiệp của mình và cái ý nghiệp của mình là tốt đẹp. Thành ra mình nên để ý đến cái điều đó để làm cho mình tốt đẹp lên. Vì thường thường thì cũng giống như người thầy giáo mà trong trường dạy học trò đó, vậy đáng học thuộc bài, rồi thầy hỏi phải trả lời, phải lễ phép. Đi học về thì từ trường đi về nhà chứ đừng có đi bê tha. Thì thầy giáo dạy như vậy thì khi mình ở trong lớp học thì mình cũng áp dụng cái đó.
Khi mình ra về thì mình nhớ là thầy giáo dạy mình như vậy. Thì cũng như vậy Đức Phật ngày dạy cho vị khưu hãy học tập như sau đó. Thì chúng ta nên nghĩ rằng cái đó là một cái tâm niệm ở trong lòng. Mình gọi giống như bây giờ mình tác ý đến những cái điều đó vậy đó. Thì điều này Đức Phật ngày dạy giống như mình tác ý, mình nên nói như thế đó, mình nói cái ý nghĩa như thế này, mình xử sự như thế này, rồi cái từ tâm mình như thế này, rồi mình phải nên làm như vậy, thì mình mới xứng đáng ở vị tỳ khưu. Thì với cái ý nghĩa đó đó, thì mình thấy rằng Đức Phật ngày thường thường ngày ngày dạy cho tăng đó là ngày dạy đến cái để đạt được cái sự an lạc, cái sự tốt đẹp. Ngày dạy pháp để mình hành trì, nó giống như là cha mẹ dạy con phải nhớ cái điều đó và thực hành cái điều đó. Thì cũng giống như vậy Đức Phật ngày dạy một cái người học trò, ngày dạy người đệ tử thực hành như vậy, thì lúc nào mình cũng tâm niệm về những điều đó. Vì chỉ có khi nào mình tâm niệm điều đó đó, mình mới thực hành theo lời dạy Đức Phật được. Còn nếu mà mình Đức Phật ngày mà dạy cái điều đó, ngày nhắc nhở cái điều đó, mình không tâm niệm thì mình không có thực hành được. Vì mình lấy cái điều đó để mình nhớ. Thành ra nhiều khi quý vị thấy Đức Phật thường thường thì ngài thường thuyết pháp và ngài thường giáo giới, thường nhắc mình gọi là giáo giới, gọi là nhắc nhở, nhắc nhở điều này nên hành, điều này không nên hành, hành như vậy mới gọi là tốt, còn không hành như vậy thì không phải là vì sa môn. Thì như vậy thì cũng giống như vậy, khi mình nghe những cái điều này thì mình nên tâm niệm rằng đây là những điều mà mình phải tâm niệm trong lòng và để mình thực hành. Vì khi mình thực hành như vậy đó thì mình mới làm chói sáng được cái tâm của mình và chói sáng được cái lời dạy của Đức Phật, và mình mang lại cái sự lợi ích cho mình, cho người, cho đời này, đời sau. Như vậy thì thường thường quý vị thấy Đức Phật thường ngày là bậc đạt được những cái an lạc tối thượng giữa phước vật, phước đức hay phước trí. Và chính những cái điều mà sống sống với cái sống từ tâm, sống với cái lời nói đúng thời, lời nói có lợi ích, lời nói với từ tâm đó là nói để đạt được cái viên mãn cái đức hạnh của mình. Bởi thường thường quý vị thấy rằng một cái người mà họ đầy đủ phước đức đó, cũng như di chuyển lên thánh vương, thì quần thần dân chúng họ được suy tôn hết. Thì cũng như vậy, một cái người mà thực hành như lời dạy của Đức Phật đó, đạt được cái từ tâm viên mãn và cái đời sống trọn vẹn, cái phước báo công đức, nên bắt buộc đó, Đức Phật ngày nói cái gì đó thì ngày giáo giới, ngày dạy dỗ, ngày nhắc nhở, thì mình có tâm niệm như vậy. Thì đâu đây là cái câu trả lời số 1, con xin chia sẻ như vậy. Biết rồi hết ý ở thượng tọa hay không, nhưng mà con xin chia sẻ cái câu thảo luận số 1 vậy. Bây giờ thì con xin gửi biết cho thượng tọa. Sa thú kính thưa thượng tọa Pháp Đồng. Bạch sư đạo tổ sư thượng tọa có nghe được không? Nếu khi nào thượng tọa tổ sư nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Thượng tọa tự quyền ấy, thượng tọa có ở trước máy và có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tự quyền, thượng tọa có ở trước máy không? Đại đức pháp tính đây, đại đức pháp tính có nghe được không? Ô dạ, thấy thượng tọa tự quyền, xin lỗi đại đức pháp tính. Thì tôi thưa quyền, thông thường người đời mà đối với các cái phản ứng trên phương diện nói năng ấy, thì người ta nghĩ rằng mình nói sao mình không bị thiệt thòi, mình nói sao không bị thua thiệt, mình nói sao đó mà mình không bị làm nhục. Nhưng mà với một người tu, khi mà mình phản ứng trong những cái câu chuyện nói năng ấy, thì mình dựa trên cơ sở gì? Xin thưa tôi thưa quyền hoan hỷ cho một vài cái suy tư của thượng tọa về điểm này. Kính thưa thượng tọa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Di Giá. Thôi được, chúng tôi nghe rõ và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Đội Giác Đảng, Thượng Phật Hoàng Minh, Thượng Tọa Pháp Tân, Tọa Pháp Đăng, Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Tôi chờ đến quý thư này cùng Sư Phật Tử. Và câu hỏi thảo luận số 2 rằng chúng ta thường phải hành xử dựa trên
quan điểm hơn thua, được mất vinh nhục. Vậy thì người tu nên lấy cái gì làm cơ sở để phản ứng? Quả thật thì nếu như chúng ta nói trên cái quan điểm thì làm người tu, trước nhất là chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta cần phải có cái sự hấp dẫn, cần phải có sự hiểu biết một cách tốt hơn người. Người ta chửi mình, người ta nói người ta hơn mình, hay người ta muốn hơn mình, người ta tỏ vẻ với mình, nói chung là người ta ăn hiếp mình, ví dụ vậy đi, hay là người ta hạ nhục mình, hay là người ta làm để người ta, hay người ta coi như là đè mình mà nói theo, tôi nói theo nghĩa bóng xuống, người ta đè mình để người ta đi lên, thì thật sự ra thì không có người tu phải có cái tính tham nhận. Đây là một việc, và việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là chúng ta chấp nhận sự tôn tập đó, thì chúng ta phải chấp nhận một phần không thiện. Cho nên chúng ta thua họ đi, để chúng ta không gây cái nghiệp, chúng ta không gây cái oan trái, chúng ta không gây cái sự khổ đau cho mình. Chứ hơn thua để làm gì? Rồi mà nói rằng là tất cả không được cái gì, mà cả hai đều có oan trái, đều bạch mẫu. Cho nên đừng có bị câu thúc cái kiểu nó mắng tôi, đánh tôi, nó cướp giật tôi, nó hành hạ tôi, nó này thế kia nọ với tôi. Nhưng không ấp ấp thì đau khổ sẽ tự nguôi. Ấp ấp thì đau khổ không bao giờ nguôi được. Thì ở đó gặp người tu chứ nhất cần có sự khám nhận, cần có sự hỷ xả, cần có một cái sự biết bỏ qua. Bởi vì đó là giá trị thương mình thật. Bởi vì nếu như mà người ta chửi mình chửi lại, người ta ác khẩu với mình ác khẩu lại, thì xem như đồng tạo ác khẩu, đồng gây cái nghiệp khổ đau, đồng gây cái sự oan trái, hơn thua rồi mất cọt cái gì đó. Thì nó, nếu chúng ta hiểu trên cái tinh thần nghiệp quả, trên tinh thần phước báo thì có, thì có, mà nó mất thì nó sẽ mất, không còn thì nó mất là nó mất. Cho nên vì vậy chẳng thấy nên hơn thua làm gì. Sống trong cuộc đời phải biết chấp nhận, và sự chấp nhận đó để khám biết chấp nhận, để khám nhận biết chấp biết nhẫn nhẫn nhịn để cho được yên ổn về sau. Yên ổn về sau là như thế nào? Có nghĩa chúng ta sống ăn nó được ngon, ngủ nó được yên, không cần phải sợ hãi khi có kẻ thù, là cái lý thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trong dòng luân hồi thôi kệ, đối diện với cái nghiệp quả không phải tự nhiên mình, mà người ta lại ganh ghét với mình, thì ông cũng là một cái nhân quả tiền thân bây giờ phải trả thôi. Chỉ thôi, cái xem như là mình mất một chút xíu đi thì đâu có cái chuyện gì. Thì cũng như cái trưa này nói chuyện với Đức Phật Tính đó, sống ở trong cuộc đời đó mình phải hiểu một điều, mình phải thông cảm, mình phải hiểu. Thí dụ như bây giờ ở trong chúng người ta gây khó đến mình đó, thì quả thật cái chưa chắc mình có sự khó khăn, mình buộc bỏ chút xíu thôi, nhưng mà cố mình nhẫn đi. Chứ mà nếu mình gây lại, mình gây hấn lại với họ, mình gây khó lại với họ, thì họ mất được, mà ở cái chỗ họ mất cái sự lợi ích. Thì ở đây là quyền trách nhiệm thì mình phải có sự khám nhẫn. Đó là một việc. Còn nếu như cái việc mà làm năm an tính đó, để mà được sự tốt đẹp đó, thì Đức Phật Ngài dạy làm cái việc gì đó, không có lợi cho người mà hại cho mình để khổ đau thì cũng không nên làm, mà làm lợi cho mình hại cho người thì chúng ta cũng không nên làm. Làm cái gì lợi cho cả hai? Như ở đây cái tình huống đó, hành xử mà những quan điểm hay là những chuyện gì mà nó xảy ra trước mặt xảy ra nhiều điều làm cho ta phải khó chịu, làm cho ta phải mệt mỏi, thì quả thật thì ta phải đối diện với nó, là chúng ta phải tu tập thôi, ta phải cảm nhận, ta phải chịu đựng thôi. Bởi vì sao? Nếu như chúng ta phản ứng thì chúng ta cũng đồng phản ứng với họ, thì cả hai đều sai, cả hai đều phải mệt mỏi. Hoặc là chúng ta im lặng, nó cũng là im lặng một sự khám nhận để chúng ta vượt qua.
đó là một sự nhẫn nhịn, mà đây là một cái sức mạnh của người tu. Có nghĩa là không phải nhịn nó là nhục, không phải ngu dốt không hiểu biết mà chúng ta nhịn nhục, hiểu biết mà chúng ta hiểu biết cao cấp hơn họ, là mình không muốn quan trái, không muốn quán hờn của chính họ. Cho nên vì vậy đây là một điều mà là một người tu cần phải tỉnh thức. Cái chia cho quan trái nó mệt mỏi, nó mệt mỏi cả đời này kiếp nọ, theo ta mãi mãi luôn, rồi để làm gì? Và thật cuối cùng đòi hỏi cái sự buông bỏ, cái sự đừng có quan tâm nhiều. Rồi các pháp nó cũng đi qua, các pháp nó sẽ vô thường. Khi hiểu được như vậy thì mọi chuyện hết sức là tốt đẹp. Thì chúng ta thường tỏ đây chính là cái nghĩa của, ý nghĩ của con suy nghĩ qua cái câu thảo luận là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính luôn thỉnh với ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sao thú cái chân chưa tỏ thầy quyền. Mà thầy tỏ thầy siêu, thầy tỏ có còn ở trước máy không? Nếu thầy tỏ còn thì thầy tỏ quan hệ cho biết. Đại Đức Pháp Tính đây, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính đang ở trước máy xin và nghe được, xin Đại Đức Pháp Tính quan hệ trả lời cho câu thảo luận số 3. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin Sư Nguyên Thông quan vị cho biết. Ôi dạ, thấy Thượng Tọa Tiểu Sư đưa tay. Cảm ơn Thượng Tọa. Mà Thượng Tọa Tiểu Sư, chúng ta đọc ở trong kinh, thí dụ như trong kinh Điềm Lành, có nói về nghe Pháp đúng thời, thảo luận Pháp cũng đúng thời. Nhưng mà thường thường chúng ta hiểu rằng cái chuyện nghe Pháp, đó là cái chuyện mà mình đến cầu học, cầu tu, cầu pháp một vị nào đó. Nhưng mà bây giờ người ta có cái phương tiện là Internet. Người ta sẽ nghe bất cứ lúc nào trong ngày. Lúc nào rảnh thì họ nghe thôi. Như vậy cái chuyện mình nghe pháp mà qua máy móc, thâu lại hay là qua Internet, vân vân, thì cái yếu tố mà cần học thời có quan trọng không? Thì tôi có nghĩ rằng khi mình nghe pháp mình nên lựa cái lúc thích hợp cho bản thân không? Hay là lúc nào nghe pháp cũng tốt hết? Kính thỉnh Thượng Tọa. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Khi nãy đến giờ chúng tôi không có nghe được liên tục. Bây giờ thì nghe cũng tạm tạm được. Họ biết là Thượng Tọa Giác Đẳng hỏi chúng tôi. Kính thưa quý vị, cái câu thảo luận số 3, lời nói có hợp thời hay phi thời? Vậy thì cái chuyện đọc kinh sách hay nghe pháp online có cần nghĩ tới hợp thời hay phi thời? Kính thưa quý vị, bất cứ cái chuyện gì, làm việc gì, Đức Phật Ngài cũng dạy là hợp thời. Ngay cả cái việc của vị tỳ kheo hành thiền cũng phải biết rõ thời này nên ngồi thiền hay là đi kinh hành, cũng phải biết rõ.
Bởi vì trong bảy pháp của bậc hiền triết, trong đó có Kaliyuta, tức là cái tri thời. Dù cho cái chuyện đó là cái chuyện tốt đẹp, cái chuyện thiện pháp, như là đọc kinh sách hay là nghe pháp online, nhưng nếu mà phi thời thì cũng không có tai hại gì, nhưng mà không có hiệu quả. Hễ mà chúng ta nghe pháp phi thời thì chúng ta sẽ không có thu hoạch được nhiều. Nên Đức Phật là mới dạy rằng là Kalina Thammasavanam Itamang Kalamuttamang, đúng thời nghe pháp là phúc lành tối thượng. Chúng ta nghe pháp cũng phải đúng thời. Ngay cả cái chuyện mà đàm luận pháp của vị cũng phải đúng thời. Ở trong năm cái pháp gọi là Ayuvatthana, tức là làm cho tăng trưởng cái tuổi thọ đó, trong đó Kale Kari tức là làm việc hợp thời, nó đem lại sức khỏe tốt, vừa ăn xong mà mình làm việc liền thì như vậy nó sẽ sanh ra bệnh, lâu ngày sẽ bệnh tiêu hóa. Cho nên sau khi ăn xong, các vị tỳ kheo Đức Phật lại cho phép là nghỉ ngơi, làm để nó trôi qua cái sai vật thực gọi là phát tâm ma đá. Lẽ thường người ta nói hãy căng da bụng thì dùng da mắt, cho nên vừa ăn xong không có ngồi thiền liền, mà ăn xong là phải nghỉ chút xíu. Do đó cho nên ở trong kinh thường, các bài kinh thường hay nhắc đến vị tôn giả đó, sau khi khất thực ăn xong trở về, đi vào cái khu rừng, vị đó nằm nghỉ ở dưới gốc cây gọi là đi qua Vihari, tức là nghỉ ban ngày đó, nghỉ trưa đó. Thì như vậy đó, chúng ta thấy ở đây không phải chỉ có lời nói hợp thời hay là phi thời, mà tất cả những sinh hoạt trong đời sống của chúng ta là việc gì cũng phải là hợp thời. Nếu mà làm việc phi thời thì nó sẽ đến cái sự tai hại. Trong kinh Bổn Sanh, Đức Phật này có kể lại cái câu chuyện ở quá khứ. Vua Paranasi
vào cái mùa mưa, lầy lội, ướt át. Vậy mà vua ra lệnh cho binh lính của vua đi chiến đấu. Các vị quan đại thần, trong đó có vị quan đại thần là tiền thân của Đức Phật, một vị Bồ Tát có trí tuệ, vị vân đại thần này muốn khuyên vua, nhưng mà đức vua sợ rằng đức vua không nghe, bởi các vị quan khác khuyên vua đừng có ra quân phi thời. Vua nghe. Khi mà kéo quân ra đi đến một đổi vào cái đi ngang qua cái bìa rừng, thì lúc bây giờ có một bầy quạ nó đang vây quanh và nó rượt đuổi con chim chim cú. Thì vua thấy vậy, vua mới hỏi quan đại thần vì sao ban ngày, vì sao con bầy quạ mà nó rượt đuổi con chim cú vậy? Thì vị quan đại thần Bồ Tát mới nói rằng: tâu đại vương, cú là cái loài sinh hoạt về đêm, ban đêm nó đi kiếm mồi, nó ra khỏi chỗ trú xứ, nó đi đúng thời thì nó không bị chịu tai hại, nhưng mà vì ban ngày không có thích hợp cho xuất đầu lộ diện đối với loài cút, nhưng mà nó xuất đầu lộ diện lúc ban ngày, lúc phi thời, cho nên mới gặp cái sự tai hại như vậy. Vua nghe xong, vua tỉnh ngộ, vua mới cho lưu binh, không có đi chinh chiến nữa, đợi đến khi khô rồi mới đi. Thì cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng là phàm bất cứ công việc gì, đều phải hợp thời, chứ nếu mà phi thời thì sẽ không có, sẽ không có lợi ích, mà trái lại nó có cái sự tai hại nữa. Để trả lời cái câu thảo luận số 3 thì chúng tôi đã trình bày chia sẻ với quý vị về một câu chuyện mà Đức Phật kể trong kinh Chataka, cái độ sanh như vậy đó. Và những cái câu Phật ngôn khác thì cho thấy bất cứ việc gì chúng ta cũng phải làm cho hợp thời, chứ không phải chỉ riêng cái lời nói mới có hợp thời hay phi thời. Kính thỉnh thượng tọa cho đặng trở lại. Nam mô Phật thầy. Sao chú kính thưa chú tổ tư sư, mà chú tổ tư sư
Nhưng thượng tọa còn ở trước máy, xin thượng tọa trả lời cho một câu nữa rồi xin thượng tọa đi nghỉ. Và thì thật sự thường thường người ta nói rằng một cái người mà nói lời từ ái đó là lời nói rất hòa diệu. Nhưng mà trên thực tế thì một người nói lời với tâm từ có nhất thiết là lời nói hòa diệu không? Hay là có nhiều khi cha mẹ thầy tổ vẫn có những lời nói rất là gắt gắt gỏng với con cái nhưng mà nói bằng tâm từ? Kính thỉnh chư đạo từ siêu hoan hỷ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thầy tổ dạy dỗ học trò hay là cha mẹ dạy dỗ con cái không có cái tâm não hại, mặc dù cái lời nói hơi nghiêm khắc một chút, gay gắt một chút, thì ở đây chúng ta phân tích tâm chúng ta sẽ thấy cái lời nói đó nổi bật hay là bi karuna, nhưng mà bi karuna đó là một tâm thiện, tâm thiện thì đương nhiên có sở hữu tình hảo, có tâm sở tình hảo, trong đó có vô sân, tức là có tâm từ. Nhưng mà trong khi cha mẹ thầy tổ nghiêm khắc giáo huấn, có những lời nói hơi nặng nề thì nổi bật về tâm bi, nhưng mà cái tâm từ thì là phụ thuộc, chỉ phần phụ. Còn khi mà nói đến một lời nói hòa diệu thì cái lời nói đó tâm từ là nổi bật, tâm bi là phần phụ. Chứ nếu như nổi bật là tâm từ thì sẽ không có lời nói hòa diệu. Bởi vì tâm từ lúc đó chỉ mong mỏi thì chúng sanh được sẽ vui, được có khổ thôi. Sau khi hồ túc đến được cô hồ túc, đó là thái độ của tâm từ. Thì trong lúc mà có một cái ý niệm như vậy thì lúc đó không có cái lời khiển trách được, không có lời khiển trách được. Còn trong lúc khiển trách đó,
từ cha mẹ hay là thầy tổ. Lúc đó thì khởi lên cái suy nghĩ mong chúng sanh này thấy được cái điều tốt và bỏ đi cái điều ác. Patranipas santu papama gama. Ở trong bài kinh Khandha Paritta, Khandha Paritta có nói vấn đề đó. Sappe pana sappe bhuta sappe patra nipassantu papamagama. Thì khi mà có cái chiều hướng mong cho chúng sanh này thấy được cái khuyết điểm của mình, từ bỏ cái khuyết điểm của mình và thấy được cái điều tốt đẹp và sẽ thay đổi sống theo cái cách tốt đẹp, cho nên mới có cái lời khiển trách. Thì đương nhiên là cái lời khiển trách đó phải là cái lời nghiêm khắc, có đôi khi là hơi nặng nề một chút. Cho nên lời nói với từ tâm thì lời nói đó phải là lời nói hòa dịu, còn lời nói với bi tâm thì mới không có nhất thiết là lời nói hòa dịu. Lời nói bi tâm có đôi khi người ấy, đứa con hay là đứa học trò, nó lầm lỗi thì cha mẹ hay thầy tổ có cái bi tâm muốn cho nó sửa đổi tốt đẹp, đi vào con đường tốt đẹp, nên phải có lời khiển trách. Còn nếu như gặp một người không phải họ lầm lỗi nhưng mà họ rơi vào cái hoàn cảnh khổ đau thì lúc đó bi tâm sẽ là nói lời hòa dịu để an ủi, để động viên cho người đó vơi bớt cái sự đau khổ sầu muộn. Cho nên nếu nói với bi tâm thì lời nói đó có thể là lời nói hòa dịu mà cũng có thể là lời nói nghiêm khắc. Còn lời nói với từ tâm thì luôn luôn là lời nói hòa dịu. Mặc dù trong cái tâm thiện để thể hiện bi tâm đó vẫn có adosa, là vẫn có cái đặc tính vô sân của tâm từ, nhưng mà chỉ nhẹ thôi thưa quý vị. Cũng như khi người ta nấu chè, người ta bỏ một tí muối vào để cho nó dằn bớt cái ngọt, cho nó đậm đà một chút. Nhưng mà khi ăn chè người ta không nhận ra được cái mặn của muối, người ta chỉ nhận ra cái ngọt thôi. Hoặc là khi người ta kho cá, người ta dằn thêm một tí đường, đừng để cho nó mặn sẵn lè, thì lúc bây giờ mặn đóng cái vai trò chính và đường ngọt đóng vai trò phụ. Còn trong một cái nồi chè thì đường đóng cái vai trò chính và mặn bổ muối thì đóng vai trò phụ, nó như vậy đó.
Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 4 như thế. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú cái trình thưa đạo thưa sư. Và bây giờ để thỉnh thì tôi đi nghỉ. À, đại đức Pháp Tính đây, đại đức Pháp Tính có ở trước máy và có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin đại đức Tính và nghỉ. Dạ, trả lời cho cô thư số 5. Đại đức Pháp Tính ở trong bài kinh này có cái tựa đề là kinh ví dụ cái cưa. Tại vì ở trong đại đức Phật ngài có đưa ra nhiều ví dụ, nhưng mà có cái ví dụ là ví dụ cái cưa. Nếu người ta cưa tay cưa chân mình mà mình còn nghĩ đến trong quán hận thì mình chưa hành trì đúng lời dạy Đức Phật. Bây giờ trong đời sống mình nhẫn nại nhiều quá, mình kham nhẫn nhiều quá, mình sống với một cái lập trường là hoàn toàn vô hại, dù là mình bị tấn công đi nữa, thì đại đức Pháp Tính có nghĩ rằng điều đó đó nó có thể là một lời mời mọc để khiến kẻ thù tấn công mình không? Xin ý kiến của đại đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Gia, con lại xin thành kính đến lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Phật Tân, thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua câu pháp lý thượng tọa vừa nêu lên, thì đối với người đời thì người ta thấy cái sự kham nhẫn giống như là mình không có cái sự tự vệ, thành ra giống như là một cái người mà yếu đuối, hoặc là để cho người khác ăn hiếp. Ở đây thì cũng giống như là mời mọc kẻ thù tấn công. Thì nếu mà nói mà đúng ra là như là bị để cho người khác, người ta ăn hiếp mình, nhưng mà thật sự ra đó thì qua bao nhiêu năm tu tập và đọc ở trong kinh điển, thì đối với bản thân con thì con thấy cái điều này, cái sự kham nhẫn hoặc là cái sự mà nhịn để cho chúng ta có phát triển được thiện pháp, thì những lần mà có cái sự thực hành như vậy đó thì con thấy nó sẽ phát triển lên, chứ không phải là để mà mình bị ăn hiếp hoài, hoặc là không phải là để mời mọc kẻ thù tấn công. Càng tu thì càng cảm thấy thấm thía về cái câu Phật ngôn: với hận mà diệt hận thù, đời này không thể được, không hận diệt hận thù là định lực thu. Thì cũng như thật sự ra nó không phải là đây là cái lời nói suông, mà quý vị biết rằng trải qua cái đời sống tu tập ở cái cuộc sống bình thường, ở trong cái đời sống tu tập cũng như là ở dưới đất đó, rồi ở trên mạng cũng vậy, luôn luôn có những cái sự nguy hiểm, có những cái sự mà tấn công, nhưng mà chúng tôi nghĩ cái sự mà kham nhẫn của mình, mình im lặng, thì đến một cái lúc nào đó thì cái đối phương, có nghĩa là cái người mà người ta muốn hại mình, thì người ta cũng hiểu ra được cái điều đó. Cũng như quý vị biết rằng trước kia khi mà đi lên Bangkok, quý vị thấy rằng có nhiều người, người ta nói ra nói vô, ham danh ham lợi đủ thứ hết, nhưng mà cái sự im lặng thì từ từ nó cũng vượt qua thôi. Đó, thành ra đó cái sự kham nhẫn ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng là không phải là mời mọc kẻ thù tấn công, mà ngược lại đó, nó là, nếu mà nói theo đời đó, thì nó là một cái sự phòng thủ vững chắc nhất, cái sự phòng thủ vững chắc nhất, có nghĩa là mình luôn luôn mình coi về cái nội tâm của mình, hoặc là mình luôn luôn có cái sự mà lo tu tập, thì những cái chuyện gì nó đến với mình từ từ nó cũng sẽ qua thôi. Cũng như ở trong cái bài kinh mà lúc mà Đức Phật và Chư Tăng bị những người hoàng hậu Maganiya đó xúi người để mà thuê người để mà chửi mắng Đức Phật cùng với Chư Tăng đó, thì quý vị thấy rằng sau một thời gian thì người ta
do người ta mướn, à, mướn người khác chữ. Thì khi mà cái người đó hết tiền rồi, thì hết mướn người ta rồi, thì cái người khác người ta cũng không có còn chửi nữa. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là đây là cái điều mà mình học theo cái lời dạy của Đức Phật đó, thì không phải là mờ mọc kẻ thù tấn công. Cái sự kham nhẫn không phải mờ mọc kẻ thù tấn công, mà nếu mà nói theo cái ngôn ngữ ở ngoài đời đó, thì là cái sự phòng thủ vững chắc nhất, chứ không phải là để cho mờ mọc hoặc là để cho người ta tấn công. Thì đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu tạo luận này. Bây giờ con xin thỉnh thường tọa trở lại. Sao thú cái đường đại được không tức? Siêu Nguyên Thông, Siêu Nguyên Thông có thứ máy và nghe được không? Nếu Siêu Nguyên Thông nghe được, xin Siêu Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Trong câu thảo luận sau cùng thì sẽ hỏi Siêu Nguyên Thông là những cái tiêu chuẩn về đạo đức thường chúng ta đưa rất cao. Ví dụ trong bài kinh này Đức Phật đề cập đến kham nhẫn cũng rất cao, đề cập đến ngôn từ rất cao. Thì thường cái gì rất cao chúng ta không có làm được. Dạ, thí dụ người ta cưa tay cưa chân mình mà mình nghĩ oán hận đến họ đó thì mình chưa thực hành lời dạy Đức Phật. Nhưng mà mặc dù chúng ta không thực hành được như vậy, nhưng mà nó vẫn có lợi để chúng ta tâm niệm về điều đó, có đúng như vậy không? Xin cái ý kiến của Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con trung niệm sư phụ góp ý kiến hay là có đáp án cho cái câu thảo luận số 6 là cái sự mà kham nhẫn của mình mà đối với trần gian này thì sự thật ra mà nói là ít người có thể là làm được. Thí dụ như là cái bài kinh này, bài kinh thí dụ cái cưa mà Đức Phật giảng giải rằng là người ta cưa tay cưa chân chúng ta mà chúng ta nổi lòng sân lên thì người đã không xứng đáng là đệ tử của Đức Thế Tôn. Cái điều này nếu mà không học Phật Pháp thì chúng ta không hiểu rõ. Kính thưa chư vị, nếu mà chúng ta sân lên thì chúng ta sẽ có thể rơi vào địa ngục mà không phải là một kiếp. Mà nếu mà chúng ta không có sân lên, chịu đựng mà không có sân lên nữa thì chúng ta chỉ mất cái một cái đời này thôi. Rồi đời sau là chúng ta sẽ được những cái phước báo khác hơn nữa, là cái năng lực của chúng ta có thể chịu đựng những cái biến thiên của cuộc đời mà không có nổi lòng sân, thì cái đó là một cái điều mà cái bất thành tựu của chúng ta. Vì vậy cho nên trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhìn một cái totality, một cái gọi là một cái toàn diện của vấn đề, chứ không phải nhìn có một cái kiếp này mà kham nhẫn gì mà để người ta tấn công mình, giết cả cuộc đời mình. Ở đây Đức Phật thí dụ là có những cái trường hợp mà mình không thể thoát ra được thì mình phải kham nhẫn, chứ không phải là người kia nó thấy hứa nó muốn giết mà tạm mình lì ở đó mà không chạy đi, không phải là như vậy đó. Chỉ là trong trường hợp mà không chạy đi được thì đó thì mình phải kham nhẫn. Mà cái kham nhẫn này là mình phải hiểu rằng nếu mà không kham nhẫn mà sân si lại đó thì cái địa ngục mà nó làm cho chúng ta cái tâm sân nó còn trong tâm của chúng ta, mà chúng ta chết với cái tâm sân là chúng ta đi thẳng vào địa ngục và không phải một kiếp. Vậy như vậy cho nếu mà chúng ta phải thường xuyên tu tập thường thiên, thường xuyên luyện tập mà phải nhớ rằng là khi mà mình có cái tâm sân, tâm si hay là tâm bất thiện ở trong tâm chúng ta là chúng ta đọa địa ngục, phải nhớ điều cái đó. Bởi vì cái nhân quả thì nó là phải là như vậy, bởi vì nhân quả nó không phải là người mà nó có thể dị nể không dị nể, hay mình sân mình chết thì mình đọa địa ngục, mình phải hiểu là như vậy. Thì nếu mà có người ta mà mình đã tập tành như vậy rồi thì có thể là mình một phần nào đó thì cái tâm sân của chúng ta sẽ không có nặng nề. Hay là nếu mà con nghĩ là nếu mà hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật đó, thì có lẽ là mình không có sân, đau đớn thì có đau đớn thôi, cho còn sân không sân nữa. Thì con nghĩ là như vậy, là bởi vì biết rằng hễ sân lên đó,
mà mình thoát không được, mà mình sân lên khi mà người ta giết mình thì sân để làm gì mà để mình đọa địa ngục. Kính thưa sư phụ, cái chỗ này nó hơi là khó nói, mà là người học Phật thì mình phải biết rằng khi mà tâm sân, tâm tham mà nó còn tồn đọng trong tâm của chúng ta thì chúng ta không được tốt. Đức Phật giảng dạy rằng, này các tỳ kheo, một người sống 100 năm mà không thấy cái pháp sanh diệt thì không bằng một người chỉ sống một ngày mà thấy cái pháp sanh diệt. Thấy cái pháp sanh diệt là nếu mà chúng ta thấy cái tâm sân trong tâm của chúng ta mà không diệt đi thì chúng ta đã đọa địa ngục rồi. Cho nên là vấn đề là mình phải hiểu giáo pháp, và giáo pháp nó có cái nhân quả, mà cái nhân quả thì không thể sai chạy. Thì mà trong khi mình không thoát được thì mình mà bị người ta cưa hay người ta hà hiếp mình mà mình sân lên là con không nghĩ là một người hiểu giáo pháp mà còn sân lên trong trong cái trường hợp đó. Nói thì dễ nhưng mà thực hành được hay không là một vấn đề khác. Vì vậy cho nên trong cái sự cố gắng tột cùng của chúng ta để mà chúng ta không sân, đau đớn thì dũng đau đớn. Kính thưa sư phụ, con hiểu được như vậy, nhưng mà nếu mình nói là sự việc mà người ta cưa ta chưa cưa chân con mà con không sân thì nó mình không biết như thế nào. Nhưng mà cái điều là mình phải cố gắng là không sân, là bởi vì hiểu rằng nếu mà sân lên để mà chết thì cái đó là mình sẽ đi vào cái địa ngục. Kính thưa sư phụ, con chỉ biết đến đây xin trình bày như vậy. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy cái câu hỏi nó rất ư là hay như thế này, có thực tế như thế này, để chúng ta làm thế nào mà chúng ta đối xử những hoàn cảnh thế này. Và con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sao cái trường sư Nguyên Thục thưa quý Phật tử, thật ra thì có những điều Đức Phật dạy không phải là khó hiểu, nhưng mà chúng ta phải mất rất nhiều thì giờ để nghiền ngẫm, thậm chí phải trải qua rất là nhiều cái hoàn cảnh đó, thì chúng ta mới thấm thía được. Một ở trong những điểm mà rất khó thực hành trong đời sống đó, đó là cái ngã tính của chúng ta. Làm thế nào đó để khi đối diện với hoàn cảnh đó mà chúng ta không có bị đánh vào cái nhược điểm lớn nhất ở cái gốc chân anh của chúng ta, đó là ngã tính. Thì bây giờ lấy ví dụ là mình bị người ta chửi, bị người ta thóa mạ, bị người ta công kích, thì lúc đó chúng ta nhẫn nại đó, thì thường thường cái nhẫn nại đó nó luôn luôn cho chúng ta một cái cảm giác là mình nhẫn nại như vậy mình ngu, mình nhẫn nại như vậy người ta nói mình có lỗi, mình nhẫn nại như vậy người ta nói là mình hèn. Khi mà mình nghĩ là mình nhẫn nại mà người ta nói mình hèn đó, thì đôi khi không phải là vì vấn đề không nhẫn nại được, mà đôi khi là vì mình sợ người ta nói mình hèn. Ở đây đó là một điểm then chốt rất là quan trọng. Nhưng mà nếu chúng ta nhớ đến lời Đức Phật dạy đó, mình nhẫn nại không phải là vì mình hèn, mà mình nhẫn nại tại vì mình nhớ rằng mình là con của Phật, mình nhớ Đức Phật đã dạy như vậy. Và khi mà Đức Phật nói rằng trong những trường hợp như vậy đó mà các con ngựa khởi lên sân tâm quán thù thì các con chưa thực hành lời dạy của Như Lai, thì thưa quý vị, chúng ta có một cái chỗ tựa, chúng ta có một nơi nương, đó là nghĩ đến Đức Phật. Ở trong trường hợp này nó như vậy thưa quý vị, chúng tôi có nghe trường hợp là có mấy anh chị em trong nhà hay có những chuyện xích mích gây gổ với nhau, thay vì ăn miếng trả miếng thì có một người nghĩ rằng mình phải nhịn, tại vì nếu mà mình làm lại lớn chuyện đó thì cái người buồn á là mẹ mình, người buồn đó là cha mình, nhất là mẹ. Bà mẹ thì không muốn thấy cho con buồn, thầy nghĩ đến mẹ mà chịu đựng. Cái đó cũng là cái hay, cái đó là cái hay. Tại vì sao? Ít nhất là bà mẹ đó cũng là một cách để chúng ta giảm đi cái, chúng ta giảm thiểu đi cái sự bực bội, và chúng ta tự chế được. Con người mình thưa vị, thường thường á là chúng ta hay bị khích tướng. Mình để ý như vậy là trong lời nói, ví dụ mình gặp chuyện gì bất bình á, mà mình nói với người đó không phải trí tuệ đó, thì người đó thường đổ dầu vào lửa.
À, người ta nói anh như vậy tức là cái người đó là sai, anh phải lên tiếng, anh phải nói thế này, anh phải nói thế kia, phải phản ứng lại để cho họ biết là anh không phải là một người dễ ăn hiếp. Một vài câu nói về sao nó cũng đủ đủ xác động chúng ta. Ít có ai trong cuộc đời này mà dạy chúng ta như Đức Phật lắm, ít lắm. Bởi vì những cái người mà nghiên cứu về Chúa Giêsu á, thì Chúa Giêsu có một câu nói rằng đó là nếu người ta đánh bên tay phải đưa đưa má trái cho họ đánh luôn, thì thật ra cái câu nói đó thì không có trong Phật pháp, không phải là người ta đánh mình đưa cho người ta đánh thêm. Nhưng mà người ta nói rằng cái tinh thần mà bao dung và trong nguyên thủy của Chúa Giêsu đó thì nó có cái âm hưởng của Thiên Trúc. Chúng ta là âm hưởng Thiên Trúc ở đây, Thiên Trúc là Ấn Độ. Ấn Độ tại vì một số người họ nói rằng Chúa Giêsu đã từng ở trong từ tuổi nhỏ đến tuổi 30, 31, 32 rồi, thì Chúa Giêsu có thể đã từng sống tại Ấn Độ và có nhiều bằng chứng cho thấy điều đó, và có thể đã từng sống tại Ấn Độ. Và cái chức Thiên Trúc ở đây đó là con người không phải là hơn thua với người khác mà là quan trọng, mà con người là có khả năng để kham nhẫn chịu đựng ở mức độ cùng tận. Họ nói là cái điều đó ảnh hưởng ở Phật pháp rất là nhiều. Và ngày nay những học giả Ấn Độ đó họ cũng nói là cái tinh thần ahimsa, ahimsa tinh thần bất hại đó, được nói trong cái nền Cộng hòa Ấn Độ đó, nó có một cái dây mơ rễ má phát xuất từ đạo Phật mà ra và từ Phật pháp. Và do về cái lời dạy của Đức Phật ở tại đây đó, là cho phép chúng ta đối diện với những cảnh trái ý nghịch lòng, chịu đựng kham nhẫn, cho dù người ta cười mình, người ta chê mình, ta nói mình nhục, người ta nói mình là hèn, người ta nói mình là yếu, chuyện đó không thành vấn đề. Vấn đề quan trọng là mình là đệ tử Phật, mình có nhớ lời Phật dạy và mình có không dạy chúng ta ăn thua đủ với người khác. Đức Phật ngài không dạy chúng ta là nổi nóng rồi đập đổ. Đức Phật không dạy chúng ta đó là trong cái cơn thịnh nộ đó là gây bao nhiêu tang thương cho mình và cho người khác. Không, Đức Phật không dạy chúng ta như vậy. Đức Phật luôn dạy chúng ta như bài kinh Upadhyaya và Điều Mộc khác là nhẫn nại là khí giới của Sa Môn, nhẫn nại là trang sức của vị Sa Môn, nhẫn nại là cái đẹp của vị Sa Môn. Và Đức Phật kể giải rằng ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, đời sống của vị Sa Môn đó là nhẫn nại là khổ hạnh tối thượng. Người Ấn Độ họ có nhiều pháp khổ hạnh như là nhịn ăn, nhịn uống, họ nhịn thở, thậm chí là nhịn thở rất nhiều thứ khổ hạnh. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng ở trong tất cả khổ hạnh đó thì nhẫn nại là khổ hạnh tối thượng. Nếu chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ rất là hoan hỷ. Khi trời nóng quá không có than, khi mình bị người khác họ phụ bạc cũng không có than, khi mà nào mà gặp những cái chuyện mà một bữa ăn không ngon cũng không than. Con người mình sống đó, càng nhẫn nại đó thì mình càng dễ vượt qua những cái bãi đá ngầm, càng dễ leo lách qua những cái cạm bẫy, càng dễ tránh được những cái hung hiểm bất ngờ. Và một ngày nào đó mình khám phá hay quá, nếu mà lúc đó mà mình nổi nóng một chút, nếu mà lúc đó mình nông nổi một chút, nếu lúc đó mà mình không có chịu đựng một chút đó, thì bây giờ sẽ ra sao? Và trong dân gian ông bà chúng ta nói là một câu nhịn chín câu lành, nhưng mà chúng ta không hiểu hết lời nói đó đâu, cả đời chúng ta chưa chắc hiểu được hết lời đó. Chúng ta là con của Phật, khi mà Đức Phật ngài ngài đưa ra này, các con nếu có người cầm cái gươm mà cưa tay cưa chân các con mà các con nghĩ hận thù, các con chưa có hành trì lời dạy Như Lai. Đức Phật ngài muốn ngài ngài không xem cái chuyện mà mình hơn thua với người khác là chuyện quan trọng. Quan trọng là mình đi ngang qua một khu rừng, đi qua ngang một con đường trong gai mà chúng ta rành rặn, chúng ta ra khỏi con đường đó, chứ không phải là mình đi một khu rừng đó mà mình lên án, mình chê chỗ này, mình trách chỗ kia, mình chửi chỗ nọ. Khu rừng đó là khu rừng. Cuộc đời này thưa quý vị, nó có trăm ngàn thứ, nó trăm ngàn thứ, bao nhiêu là những cái bạo loạn, bao nhiêu là những cái hỗn sự, bao nhiêu là những cái trật tự, bao nhiêu là những cái phiền hà, con người thì vô số. Nhưng mà mình không khéo mình, có đôi khi thưa quý vị, nó lại có trường hợp như vậy là những cái người ác xấu đôi khi họ giống như một đống phân, và mình nếu cầm cái cây mình đập vào đống phân được cái gì, nó giăng chúng mình thôi.
Thành ra có một cái nguyên tắc sống rất là quan trọng là mình bám chặt cái niềm tin, lòng thương kính của mình đối với Đức Phật. Chúng ta là phàm nhân thì có những lúc bực bội đó, chúng ta phàm nhân có những lúc rất là tức, nhưng mà trong cái tức đó mình nhớ rằng à, Đức Phật dạy rằng nếu bằng cái tâm sân hận này tối hôm nay mình chết đi thì mình chắc chắn xuống địa ngục, chắc chắn rơi vào cảnh khổ. Mà mình không muốn rơi vào cảnh khổ làm gì? Đức Phật ngày dạy rằng mình giữ cái tâm thù oán này, ăn không ngon, ngủ không yên, làm cho con người mình tiêu tị, mình chỉ làm lợi cho kẻ thù thôi. Đức Phật ngày dạy rằng mình sân hận, mình nổi nóng như vậy đó là mình chưa hành trì lợi Đức Phật dạy, chưa hành trì lợi Đức Phật dạy, tức là chúng ta chưa đến gần Đức Phật. Mà mỗi một ngày mà chúng ta có một chút chịu đựng, một chút nhẫn nại, à ngày đó chúng ta đến gần với Đức Phật. Gần với Đức Phật thì hạnh phúc hơn, gần với Đức Phật an lạc hơn, gần với Đức Phật thì chúng ta được lợi lạc nhiều hơn. Tại sao chúng ta phải gần ma mà không gần Phật? Tại sao chúng ta lại tự đầy đọa chính bản thân của mình? Và do vậy, đối với hoàn cảnh nào cũng vậy, cho dù chúng ta có học được ít thì học được nhiều, nhưng mà chúng ta nên thường tâm niệm mỗi ngày rằng sự nhẫn nại luôn luôn là lợi lạc, sự nhẫn nại luôn luôn là thượng sách, sự nhẫn nại là một cái khổ hạnh tốt nhất. Và sự nhẫn nại đó nó sẽ cho phép chúng ta một cái niềm an ủi rất lớn, đó là khi mình nhẫn nại tức mình là ở gần Đức Phật, nghe theo lời dạy của Ngài, và mình là người thật sự thương kính Đức Phật. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bùa Đà Ma. Kính thiên chư vị giảng sư đã vào trong để thuyết giảng, đảnh lễ quý Ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Sa thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin điền huyết cho chị chúng ngày hôm nay. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cầu xin hộ pháp chư thiên Phật.
bao chuyện gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà, an thương chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúc quả vì nhân sở. Sapang subang kalang kakan tu sapa devata sapa buddha lupa vena soti hontu nirontarang hotu sapang subang kalang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti hontu nirontarang hotu sapang subang kalang kakan tu sapa devata sapa sangha lupa vena soti hontu nirontarang viên công đức đã làm kiếp kiếp lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chánh giác. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Bích Thá Tham Má xin phép được đóng trùm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bích Thá nhé.